Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 22. Cứ như vậy, Tây Giao theo dõi được tới tận biên giới nước D, lúc này trực thăng không thể bay tiếp được nữa, nếu không sẽ đi ngược lại ước định của các nước. Huấn luyện viên, tôi chỉ có thể đưa chị tới đây thôi. Giang Thành Dương không nhịn được khuyên nhủ, Đoan Mộc Lưu đã là cao thủ nổi danh nhiều năm, Tô đại thiếu gia làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của ông ta được. Hoặc là Đoan Mộc Lưu đang giở trò mèo vờn chuột, muốn tra tấn Tô đại thiếu gia, hoặc Tiêu Đình sợ làm bẽ mặt Tô đại thiếu gia nên anh ấy mới nói dối, cố ý tâng bốc Tô đại thiếu gia, dựng nên một viễn cảnh giả dối rằng Tô đại thiếu gia dù đã đối mặt với Đoan Mộc Lưu mà vẫn có sức lực để chạy trốn. Giang Thành Dương nói tiếp, chị hoàn toàn không cần phải vì Tô đại thiếu gia mà phải chống lại Đoan Mộc Lưu. Im miệng. Tây Giao nghe vậy, bà ta lạnh lùng liếc Giang Thành Dương một cái, thờ ơ nói, cậu cứ chờ ở đây, tôi sẽ đưa Tô Thương quay về. Cậu ấy đã đồng ý sẽ mua mỹ phẩm cho tôi mà vẫn chưa chịu làm. Lần này bất kể sống chết thì tôi đều phải nhìn thấy cậu ấy. Huấn luyện viên, không đến mức đấy chứ, vì mỹ phẩm mà làm tới mức ấy luôn. Giang Thành Dương cười khổ nói, nếu chị muốn thì tôi có thể đi mua cho chị mà. Đúng rồi. Tôi biết vì sao lúc trước chị đánh tôi rồi, bài hát lúc ấy tối hát có hai chỗ bị lệch tôn. Nhưng từ lần đó về sau, tôi đã khổ luyện ngày đêm, bây giờ có thể hát rất hay, nếu không thì bây giờ tôi hát ngay tại đây cho chị nghe thử nhé. Giang Thành Dương không màng tới phản ứng gì đó của Tây Giao, làm thanh giọng sau đó nghiêm túc mở miệng hát, bạn yêu tôi yêu bạn, kem và trà mix siêu ngọt ngào ơi, bạn thích tôi thích bạn, kem và trà mix siêu ngọt ngào à. Giang Thành Dương còn chưa kịp hát xong thì Tây Giao đã bắn ra một luồng gió mạnh tới mức kinh hồn bạt vía, thẳng tay đánh bay anh ta ra ngoài. Huấn luyện viên, tôi sai rồi, tôi lại lệch tôn rồi, đáng ghét, khó quá đi, tôi sẽ không hát bài này nữa. Huấn luyện viên. Giang Thành Dương vừa bò dậy thì phát hiện ra ở đó căn bản không còn bóng dáng của huấn luyện viên Tây Giao nữa. Tây Giao lo lắng cho an nguy của Tô Thương. Đã 15 phút rồi vẫn chưa dừng lại, nhanh chóng sử dụng sức mạnh của mình, không ngờ rằng tốc độ của bà ta cũng không khác Đoan Mộc Lưu là mấy. Lúc trước bà ta đã sử dụng bí thuật của sư môn, xác định được vị trí và phương hướng của Tô Thương nên giờ chỉ cần đi thẳng tới đô thành nước D. Vào giờ phút ấy, thủ đô nước D, Tô Thương đang chạy như điên dưới ánh đèn 7 màu rực rỡ, bóng dáng mơ hồ hiện lên trên những tầng cao ốc. Tuy rằng chỉ xích thiên nhai tương tự với dịch chuyển tức thời nhưng Tô Thương không thể liên tiếp sử dụng chiêu thức này được. Việc này giống như khi chơi game vậy, nếu muốn sử dụng kỹ năng thì phải chuẩn bị tư thế trước và sau khi ra đòn tấn công. Nếu không cần phải chuẩn bị tư thế trước sau thì Tô Thương chỉ cần vèo 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 sử dụng chỉ xích thiên nhai liên tục, như vậy thì anh đã có thể bỏ xa Đoan Mộc Lưu từ lâu rồi. Lúc này, trải qua mười mấy tiếng đồng hồ chạy trốn. Tô Thương đã mệt mỏi không còn chút sức lực nào nữa, linh khí trong cơ thể anh đã bị hao tổn nặng nề, trạng thái huyết tế trước mắt có lẽ sắp phải kết thúc. Lại qua hơn 10 phút nữa, cuối cùng thì trạng thái huyết tế thứ hai cũng đã kết thúc. Gần như là trong nháy mắt, một luồng năng lượng khổng lồ tan biến khỏi cơ thể Tô Thương thế nên tốc độ của anh đã xuất hiện dấu vết chậm lại rõ rệt. Ha ha, chậm lại rồi hả? Đoan Mộc Lưu vẫn không ngừng đuổi theo phía sau, khóe miệng ông ta cong lên, nói tốc độ thế này trong mắt tôi chẳng đáng là bao, mau dừng lại cho tôi ngay. Vừa dứt lời, Đoan Mộc Lưu lại đột ngột tăng tốc, một chưởng đập xuống trên lưng Tô Thương. Bình bịch. Tô Thương bị đánh ngã xuống dưới, cơ thể anh nặng nề ngã vào lùm cây xanh trên đường thành phố, Tô Thương há miệng phun ra một ngụm máu loãng. Bình thường dưới tình huống này. Với thực lực của Đoan Mộc Lưu thì chỉ cần một chưởng là có thể kết liễu Tô Thương, dù sao thì thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, Đoan Mộc Lưu vẫn còn muốn đòi phương pháp tu luyện chiến sĩ luyện khí thượng cổ ở trên người Tô Thương nên ông ta mới nhẹ tay. Bây giờ khí huyết trong cơ thể Tô Thương đang không ngừng dâng trào, nhưng thực sự là không có gì đáng ngại. Anh từ từ đứng lên, lau sạch vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt nặng nề nhìn chằm chằm Đoan Mộc Lưu. Chàng trai trẻ, hãy biết thức thời đi, đừng chạy trốn nữa, cậu đã bị tôi tiếp cận,
không còn tư cách trốn chạy nữa đâu. Đoan Mộc Lưu đáp xuống từ trên trời, đứng ở nơi cách Tô Thương 3 mét, thờ ơ nói, nếu cậu không nghe lời khuyên của tôi thì tôi chỉ cần giơ tay cũng có thể đánh cậu tan nát, nếu cậu không tin thì có thể thử một lần. Khi hơi thở của Đoan Mộc Lưu giống như sóng lớn vỗ bờ, khủng bố, uy hiếp người khác. Tô Thương biết ông ta không nói dối, ông ta thực sự có thể dễ dàng gây khó dễ cho anh. Vì thế, Tô Thương bình tĩnh lại, từ bỏ suy nghĩ mù quáng chạy trốn trong đầu, anh nghiêm mặt nói, ông một đuổi theo tôi như vậy hẳn là vì muốn trở thành chiến sĩ luyện khí nhỉ. Bây giờ trong thiên hạ đều là võ giả thượng cổ, ba chữ chiến sĩ luyện khí này, các tông phái lớn đều ngậm chặt miệng không dám nhắc tới, nói vậy dù bất kể là nước Hoa hay nước Đê thì đều không có chiến sĩ luyện khí. Tô Thương không chút sợ sệt nói, nếu ông giết tôi thì ông sẽ mãi mãi không có được phương pháp tu luyện đâu. Ha ha, chàng trai trẻ, cậu đúng là không tệ, nơi vào tình cảnh thế này mà vẫn còn dám uy hiếp tôi đây. Đoan Mộc Lưu sờ sờ tròm râu, nhẹ nhàng cười nói, tôi thừa nhận đúng thật là như lời cậu nói, tôi sẽ không giết cậu, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu đừng để tôi phải khó xử, nhanh giao phương pháp tu chiến sĩ luyện khí ra đây, nếu không thì... Nói tới đây, ánh mắt Đoan Mộc Lưu chợt lạnh lẽo như băng, ông ta trầm giọng nói, tôi không ngại khiến cậu biến mất trên thế giới này, coi như chưa từng gặp cậu. Hừ, Tô Thương hừ lạnh một tiếng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ông đừng nghĩ là tôi không biết, nếu không giao phương pháp tu luyện ra thì tôi vẫn có thể sống sót thêm một khoảng thời gian, còn một khi đã giao cho ông thì chắc chắn ông sẽ giết tôi để bịt miệng. Chàng trai trẻ, cậu đúng là rất khôn ngoan đó. Đoan Mộc Lưu nhìn về phía Tô Thương, sau đó hứa hẹn nói, nhưng tôi có thể cam đoan với cậu, chỉ cần cậu có thể giúp tôi trở thành luyện khí sĩ, tôi tuyệt đối sẽ không giết cậu. Ông tưởng tôi là đứa trẻ lên ba chắc, dễ lừa đến thế à? Tô Thương nhướng mày, anh thờ ơ nói, trừ khi ông thề độc, nếu không tôi sẽ không bao giờ tin ông. Tính đa nghi của cậu nặng quá, nhưng dù sao thì hành tẩu trên giang hồ, tính tình đa nghi cũng chẳng phải chuyện xấu. Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ như vậy, tôi hiểu được mà. Đoan Mộc Lưu gật đầu nói, cậu đã muốn tôi thề thì cũng không phải không được, tôi chỉ muốn trở thành luyện khí sĩ, còn chuyện có giết cậu hay không đối với tôi nào phải chuyện quan trọng. Ngay sau đó, Đoan Mộc Lưu giơ ba ngón tay lên thề với trời, nghiêm túc nói tôi, Đoan Mộc Lưu, ở đây xin thề cậu tên là gì nhỉ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đoan Mộc Lưu bỗng nhiên nhìn về phía Tô Thương. Tô Huyền Thiên. Tô Thương thuận miệng đáp lại, tuy anh không cải trang thành Tô Huyền Thiên nhưng vẫn dùng cái tên này. Ừ. Đoan Mộc Lưu khẽ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục thề, nếu Tô Huyền Thiên nói cho tôi biết phương pháp tu chiến sĩ luyện khí thượng cổ thì tôi xin thề, nhất quyết không đả thương cậu ta dù chỉ một sợi tóc, thậm chí tôi còn sẽ tự mình hộ tống cậu ta rời khỏi nước Đê. Nếu tôi vi phạm lời thề này thì sẽ bị trời tru đất diệt, mãi mãi không được siêu sinh. Hay lắm. Tô Thương thấy vậy thì ngay lập tức có chút lung lay, ánh mắt của anh khi nhìn về phía Đoan Mộc Lưu đã thay đổi, vẻ mặt tán thưởng nói, tiền bối Đoan Mộc, không ngờ ông lại là người có cá tính đến thế, nói thề là thề ngay, lại còn phát lời thề độc đến vậy, đúng là nằm ngoài dự liệu của tôi. Ha ha. Đoan Mộc Lưu cười sang sảng. Nói Tô Huyền Thiên, nói đến cùng thì cậu và tôi cũng không có thâm thù đại hận gì, chuyện sống chết của cậu chẳng có ý nghĩa gì với tôi, không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nhưng tôi muốn có phương pháp tu luyện nên tha cho cậu một mạng cũng không sao, tôi cũng chẳng tổn thất gì hết. Tô Thương nghe được lời đó, anh làm ra vẻ dè dặt nói, tiền bối, lúc trước ở dưới thành biên giới phía nam, cấp dưới của tôi đã tàn sát mấy chục vạn binh lính của ông, ngăn ông xâm chiếm thiên hạ. Ông không hận tôi sao? Hận chứ. Đoan Mộc Lưu nhìn Tô Thương, nhẹ nhàng cười nói, nhưng dù sao thì tôi có ý đồ chiếm lấy nước Hoa cũng chỉ vì muốn chiếm được phương pháp tu chiến sĩ luyện khí mà thôi. Cho nên tôi mới xuất lĩnh đại quân, ý đồ san bằng biên giới phía Nam, sau đó lấy biên giới phía Nam làm bàn đạp để chiếm lĩnh thiên hạ. Nhưng nếu cậu truyền lại phương pháp tu chiến sĩ luyện khí cho tôi thì mục đích của tôi đã trực tiếp hoàn thành. Nếu đã vậy thì mấy chục vạn tướng sĩ kia cũng đâu phải chuyện lớn gì. Bọn chúng chỉ là công cụ để tôi chiếm lấy nước Hoa mà thôi,
mà mục đích tôi muốn chiếm lấy nước Hoa là vì muốn trở thành chiến sĩ luyện khí. Đoan Mộc Lưu nhìn về phía Tô Thương, cười nói, cậu có thể giảm bớt rất nhiều bước cho tôi cảm ơn cậu còn không hết, làm sao hận cậu được chứ? Thì ra là vậy sao tiền bối, nếu ông nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Tô Thương giả vờ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ừ. Đoan Mộc Lưu thấy Tô Thương đã có ý định truyền lại phương pháp tu chiến sĩ luyện khí cho mình bèn rèn sắt khi còn nóng. Tô Huyền Thiên, cậu đừng lo lắng gì hết. Từ trước tới nay tôi là người tuân thủ quy củ, huống hồ tôi đã thể độc, bảo đảm sẽ không đả thương cậu dù chỉ một cọng lông. Tôi hiểu rồi, thái độ của tiền bối thành khẩn, dù là cách nói chuyện hay tác phong làm việc đều khiến người khác tin phục, tôi đương nhiên là sẽ không phụ lòng tốt của tiền bối. Tô Thương mở miệng khen lấy khen để Đoan Mộc Lưu, nhưng trong mắt anh lại hiện lên ý cười lạnh không dễ phát hiện, sau đó anh nói, vậy thì tôi xin nói phương pháp tu luyện cho ông biết, để tiền bối trên đường tu luyện khí sĩ không phải lầm đường lạc lối. Ha ha ha, được, Tô Huyền Thiên, cậu đúng là một hạt giống tốt của thế hệ sau đó. Đoan Mộc Lưu nghe vậy thì mừng rõ như điên, kích động vỗ vai Tô Thương. Ngay tại thời điểm đó, ông ta cảm thấy chàng trai Tô Thương này rất đáng kết thân, quả là một người tốt. Giờ phút này, nhìn thấy Đoan Mộc Lưu kích động vạn phần, trong lòng Tô Thương cười lạnh, anh ấy cũng sớm đã có chủ ý này rồi. Mặc dù linh khí ở trái đất bây giờ rất mỏng manh, nhưng nếu như có đá năng lượng, vẫn có thể trở thành người tu chân. Người tu chân, cũng chính là những chiến sĩ luyện khí, chỉ có điều đây là một cách nói khác mà thôi. Ở Huyền Thiên Tiên Vực, tên gọi chung là người tu chân, ở trái đất gọi là những chiến sĩ luyện khí thượng cổ. Một người bình thường, Tô Thương có niềm tin tuyệt đối, có thể giúp đỡ họ đặt chân đến hàng ngũ tu chân. Vương Phú Quý cũng là một ví dụ, bây giờ đã là người tu chân luyện khí tầng thứ nhất rồi. Nhưng với người luyện võ, muốn trở thành người tu chân, nhất định phải hủy bỏ cảnh giới, xem như phải tu luyện lại từ đầu, bắt đầu từ luyện khí tầng thứ nhất. Dù là trước đó thực lực mạnh hơn, chỉ cần đặt chân đến luyện khí, nhất định phải loại bỏ hết chân khí trong cơ thể. Bởi vì chân khí cùng linh khí, không thể cùng nhau tồn tại. Điều này giống như cùng một cái chai, không thể chứa hai màu nước khác nhau, chỉ cần chúng được đổ đầy, các màu sẽ chắc chắn sẽ hợp nhất. Đối với việc tu luyện mà nói, hòa hợp thì sẽ tương đương với chiếm đoạt. Nếu như không có điều kiện tiên quyết là hủy bỏ chân khí, mà tu luyện linh khí, như vậy linh khí sẽ giống như một con rắn tham ăn, không ngừng từng bước xâm chiếm chân khí trong cơ thể. Dù là chân khí có khổng lồ cỡ nào, thì cuối cùng cũng sẽ bị linh khí xâm chiếm không còn sót lại một chút gì. Mà quá trình này, tất nhiên là cực kỳ thống khổ, người bình thường căn bản khó mà chịu được. Vì thế sau khi suy xét một chút, liền quyết định thật sự giúp đỡ Đoan Mộc Lưu trở thành người tu chân, để trong cơ thể ông ta sinh ra linh khí, chậm rãi từng bước xâm chiếm chân khí. Đến lúc đó, Đoan Mộc Lưu chắc chắn cực kỳ thống khổ, bản thân rất khó bảo toàn, muốn chém giết muốn róc thịt, đây không phải là việc mà mình đã suy nghĩ hay sao chứ? Đây là điều mà Tô Thương đã nghĩ để đối phó với Đoan Mộc Lưu ngay bây giờ. Chỉ có điều, anh lấy lo lắng bản thân mình quá vui vẻ đồng ý, Đoan Mộc Lưu sẽ nghi ngờ, vì thế nên lúc trước trong lời nói, mới có đụng chạm với ông ấy một chút, sau đó mới để Đoan Mộc Lưu thề thốt. Đã muốn đóng kịch, dù sao cũng phải diễn thật một chút, nếu diễn lố quá thì không thể lừa Đoan Mộc Lưu được. Nhưng mà, bây giờ đá năng lượng trong vòng tay lưu trữ, toàn bộ đều đã dùng để bố trí cửu âm cửu dương trận rồi. Không có đá năng lượng, kế hoạch vẫn không thể thành công được nha. Tô Huyền Thiên, Lão Phu đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ có thể bắt đầu được chưa? Lúc này, Đoan Mộc Lưu hứng phấn hỏi. Chuyện này, tiền bối, chỉ sợ bây giờ không được. Đoan Mộc Lưu nhíu mày nói, sao vậy? Tiền bối. Tô Thương mặt mũi tràn đầy khó khăn nói, thực không dám giấu, muốn trở thành người tu chân. Cũng chính là người luyện khí sĩ trong miệng mọi người nói, nếu chỉ có phương pháp tu luyện thôi là không đủ, nhất định phải dùng đá năng lượng. Đá năng lượng. Đoan Mộc Lưu dừng một chút, sau đó như nghĩ đến chuyện gì đó, liền nói, Lão Phu biết rồi, đặc thù bên trong đá năng lượng, cũng không phải chân khí,
người luyện võ không thể hấp thụ, những năng lượng đó, chắc là linh khí trong truyền thuyết sao? Đoan Mộc Lưu đã từng bị Tô Vô Kỵ nghiền ép, đã từng được nhìn thấy linh khí. Nhưng mà linh khí bên trong đá năng lượng, lại chưa hề bị luyện hóa, so với linh khí mà người tu chân đã xuất ra, vẫn có sự khác biệt, vì thế Đoan Mộc Lưu mới hỏi thăm như vậy. Tiền bối quả nhiên thông minh, thực sự là nếu chỉ để tu luyện, thì vẫn chưa trở thành người tu chân, vẻn vẹn dựa vào nhận biết của bản thân mới có thể đánh giá được ẩn chứa bên trong đá năng lượng là linh khí. Tô Thương đầu tiên là gật đầu, sau đó nịnh bợ nói. Ha ha, chỉ là một chút xíu kiến thức bình thường thôi. Lời của Tô Thương, khiến cho Đoan Mộc Lưu cực kỳ thoải mái, sau đó hỏi, Tô Huyền Thiên, ý của cậu là, muốn trở thành người tu chân thì cần dùng đến linh khí bên trong đá năng lượng thật sao? Đúng. Tô Thương nói như thật, phương pháp của những chiến sĩ luyện khí rất đơn giản, chính là tương tự như công pháp của nội công tâm pháp. Nếu tiền bối muốn thì tôi có thể nói cho ông. Có điều, tôi hao tốn mười mấy năm, mới nghiên cứu triệt để môn công pháp kia, trở thành người tu chân. Dù là tiền bối có năng khiếu cực kỳ vượt trội, có một không hai, chỉ sợ cũng không thể một sớm một chiều có thể nghiên cứu triệt để được. Tô Thương Trưởng Nghĩa nói, vừa rồi tiền bối đã thề sẽ không giết tôi, còn hứa sẽ đưa tôi trở về nước Hoa, không tệ với tôi. Tôi tất nhiên phải có trách nhiệm với tiền bối đến cùng rồi. Vì thế, tiền bối, ông có thể thu thập một số đá năng lượng hay không, sau đó tôi sẽ ở một bên chỉ dẫn cho ông, trợ giúp ông nhanh chóng đạt đến hàng ngũ tu chân, tiết kiệm thời gian của ông. Cái này, quá tốt rồi. Đoan Mộc Lưu cực kỳ vui vẻ, liền đồng ý ngay. Bây giờ, ông ta đã 290 tuổi, thứ thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như trong 5 năm ấy, Đoan Mộc Lưu không có cách nào trở thành người tu chân, hoặc là không thể liên tục thăng cấp ở trong đội ngũ tu chân, thế thì tuổi thọ của ông ta sẽ hao hết, cơ thể cũng dần tiêu tan. Đối với Đoan Mộc Lưu mà nói, mỗi phút mỗi giây đều phải dùng thật tốt, như thế thì mới gia tăng tỷ lệ kéo dài tuổi thọ của ông ta. Lúc trước nghe Tô Thương nói, truyền thụ cho ông ta một số kinh nghiệm, Đoan Mộc Lưu không hề để ý. Nhưng bây giờ biết được tu luyện công pháp phức tạp như vậy, lại thấy Tô Thương muốn hướng dẫn mình nghiêm túc như vậy, Đoan Mộc Lưu cực kỳ mừng rỡ, đồng thời vô cùng cảm động. Được. Lúc này, Tô Thương thúc giục nói tiền bối, nếu đã như vậy thì chúng ta nhanh đi đi, tôi với ông cùng đi, chúng ta tranh thủ thời gian thu thập đã năng lượng, thời gian không chờ người đâu. Được. Đoan Mộc Lưu nhẹ nhàng gật đầu, càng thấy hài lòng với Tô Thương. Người trẻ tuổi này thật là tốt quá. Giờ phút này, Đoan Mộc Lưu thậm chí cảm thấy được, Tô Huyền Thiên rất thân thiết với mình, thậm chí còn thân hơn so với cháu ruột của mình nữa. Tô thiếu gia, nơi này là thủ phủ nước Đê, đời sau của tôi chính là chủ đất nước, tôi ở trong nội thành, có một cái kho báu dưới đất, bên trong chứa không ít đá năng lượng. Lúc này, Đoan Mộc Lưu nói, không biết để trở thành người tu chân, cần dùng bao nhiêu đá năng lượng nhỉ? Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Cần dùng bao nhiêu? Cái quái gì vậy? Vậy phải xem, ông có bao nhiêu đã chứ, tôi dù sao cũng chỉ muốn lừa ông một trận mà thôi. Tô Thương trong lòng cười lạnh, ngoài mặt thì hỏi, tiền bối, trong kho báu kia của ông, có khoảng bao nhiêu viên đá năng lượng? Khoảng 2.000 viên. Đoan Mộc Lưu hỏi tiếp, đủ dùng không, có phải quá ít rồi, nếu không đủ thì tôi có thể cho thị vệ nước Đê. Đi siêu tập tiếp, toàn bộ nước Đê đều thuộc về nhà họ Đoan Mộc, tôi muốn cái gì, đều có thể có được hết. 2.000 viên. Cái này đâu chỉ là đủ dùng đâu, đơn giản là quá nhiều rồi đó biết không hả? 2.30 viên đá năng lượng thì có thể giải quyết sự việc rồi, ông lại tăng lên gấp trăm lần. Ha ha ha, lần này kiếm được không ít lời rồi đây. Tô Thương trong lòng vui sướng, ngoài miệng lại hỏi cái này. Quả thật có chút ít, nhưng miễn cưỡng vẫn đủ. Vậy là tốt rồi. Đoan Mộc Lưu gật đầu, sau đó cười nói, đi thôi, Tô thiếu gia, đi theo tôi đến kho báu dưới đất nơi cung thành, nơi đó có bảo vệ nghiêm ngặt, khá an toàn, cũng phù hợp để tu luyện. Được. Tô Thương đồng ý, trong lòng có chút đắc ý. Lần này đi không chỉ có thể hủy hoại Đoan Mộc Lưu, còn có thể thu hoạch được 2.000 viên đá năng lượng,
chuyến đi này thật không tệ nha. Tô thiếu gia. Lúc này, Đoan Mộc Lưu tràn đầy cảm động nhìn Tô Thương. Trong mắt ông ta, Tô Thương đơn giản là quá tốt, không chỉ có truyền thụ phương pháp tu luyện của chính mình, còn muốn hướng dẫn mình tu luyện, để mình khỏi đi lòng vòng. Giờ phút này, Đoan Mộc Lưu thậm chí cảm thấy Tô Thương chính là anh em cũ của mình, chính là người nhà của mình. Nghĩ lại trước đó, chính mình đã truy sát Tô Thiếu Gia mười mấy tiếng, còn đánh bị thương Tô Thiếu Gia, Đoan Mộc Lưu liền cảm thấy cực kỳ áy náy. Thế là, hai cánh tay đặt trên vai Tô Thương, biểu cảm vừa quấn quýt vừa phức tạp. Hả? Có ý gì chứ? Chẳng lẽ ông ta nhìn ra cái gì rồi hả? Trong lòng Tô Thương có chút hồi hộp, miễn cưỡng cười đùa nói tiền. Tiền bối, sao vậy? Cảm ơn. Đoan Mộc Lưu cảm kích nói, cảm ơn cậu chịu giúp tôi, ân tình này, lão phu sẽ nhớ kỹ, sau này chắc chắn sẽ có báo đáp. Ha ha, nên làm mà, đây là chuyện tôi nên làm mà. Tô Thương dừng một chút, sau đó cười đáp lại. Có điều trong lòng của anh ấy lại nặn ra một chút mồ hôi lạnh. Con mẹ nó, muốn cảm ơn không phải cứ nói thẳng luôn không được sao, động chân động tay thế này, hù chết ông đây mất. Sau đó, Tô Thương liền đi theo Đoan Mộc Lưu, xuyên thẳng trong đêm tối, cùng nhau đi đến cung thành. Cung thành nước Đê, lối kiến trúc cùng dạng với nước Hoa, gạch đỏ tường cao, giường cột chạm trổ. Hai người vượt qua tường cao, tránh né được bảo vệ, rất nhanh liền đi đến chỗ kho báu dưới đất mà Đoan Mộc Lưu đã nói đến. Nơi này tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất khoảng hơn 1000 mét vuông, toàn bộ là vàng bạc châu báu đủ thứ trên đời, tiền tài, đồ cổ, đồng hồ nổi tiếng các loại. Vẻn vẹn tầng này thôi, ước chừng cũng chiếm hơn nửa tài sản của nước Đê rồi. Tất nhiên, bất kể là người luyện võ hay người tu chân, khi đạt tới trình độ nhất định thì cũng thấy những thứ này rất chướng mắt. Tiền tài, chẳng qua là vật ngoài thân, không đáng giá nhắc đến. Ngay sau đó, Tô Thương đi theo Đoan Mộc Lưu đến tầng thứ hai. Diện tích nơi này, không khác lắm so với tầng thứ nhất, nhưng đồ vật trưng bày bên trong, lại khác nhau rất lớn, toàn bộ đều có liên quan đến người luyện võ. Vũ khí, bí tịch, dược tài quý hiếm, cái gì cần có đều có, chủng loại phong phú. Nhiều tài nguyên như vậy, định xây dựng lên một tông phái nhất đẳng luôn hả? Tô thiếu gia. Lúc này, Đoan Mộc di chuyển đến góc đông nam, khẽ cười nói, đá năng lượng ở chỗ này, đều được sắp xếp theo quy cách thống nhất rồi. Tô Thương theo hướng đó nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, được lắm, tiền bối, có những viên đá năng lượng này rồi, đêm nay ông chắc chắn có thể trở thành người tu chân. Làm phiền Tô thiếu gia rồi. Đoan Mộc Lưu nghe vậy, cực kỳ kích động, nhịn không được mà thúc giục nói, Tô thiếu gia, bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ. Có thể, Tô Thương gật gật đầu, ước gì sớm một chút để Đoan Mộc Lưu đi vào con đường sai lầm này. Được. Đoan Mộc Lưu cực kỳ mừng rỡ, cười nói, Tô thiếu gia, tầng thứ ba của kho báu, là chỗ mà bình thường tôi hay tu luyện, chúng ta đến tầng thứ ba bắt đầu, có được không? Không có vấn đề gì. Tô Thương trả lời, sau đó liền muốn xách đá năng lượng, đi xuống tầng thứ ba dưới đất. Tô thiếu gia. Đoan Mộc Lưu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thả ra. Chấm than. Lại sao nữa? Chẳng lẽ ông đây để lộ vẻ đắc ý gì rồi sao? Tô Thương trong lòng lại có chút hồi hộp, toàn thân cũng thấy không ổn, có chút lo lắng. Tô thiếu gia. Lúc này Đoan Mộc Lưu nghiêm túc nói, cậu chịu hướng dẫn tôi tu luyện, đối với lão phu mà nói, đã là đại ân đại đức rồi, lão phu sao lại có thể để cậu vận chuyển những cái dương này chứ? Cậu ở bên cạnh nghỉ ngơi một lát đi, lão phu tự mình vẫn chuyển đến tầng thứ ba là được rồi. Nói xong, Đoan Mộc Lưu bắt đầu làm, vận chuyển chân khí nâng lên một cái dương đi vào tầng thứ ba. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tiên sư nó chứ. Có chuyện tốt muốn nói, không phải cứ nói bình thường là được hả, sao mà cứ phải tỏ ra ngạc nhiên bất chợt thế chứ, ông cứ thế này thật sự khiến người khác rớt tim luôn đó. Tô Thương liếc Đoan Mộc Lưu một cái, sau đó không nói thêm gì nữa, cũng lười nhắc quản chuyện này. Đoan Mộc Lưu cứ thế lặp đi lặp lại,
rất nhanh đã đem 2.000 viên đá năng lượng vận chuyển đến kho báu tầng thứ 3. Sau đó, Tô Thường đi sau Đoan Mộc Lưu, cùng đi vào tầng thứ 3. Bởi vì đây chỉ là chỗ tu luyện, nên diện tích không lớn như tầng thứ nhất và tầng thứ 2, nhưng cũng đủ rồi, ước chừng khoảng hơn 50 mét vuông. Tô thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lúc này, Đoan Mộc Lưu nóng lòng muốn thử, nên cảm xúc có chút kích động. Tiền bối, ông ngồi khoanh chân lại, thả lỏng người ra, bất kể có chuyện gì cũng đừng nói, hay hỏi gì hết. Tô Thường nghiêm túc nói, tôi sẽ đem phương pháp tu luyện, trực tiếp truyền vào trong đầu của ông, sau đó chỉ dẫn ông luyện được linh khí. Linh khí tầng thứ nhất trong cơ thể, giống như là giếng nước dẫn nước, có được một chút rồi thì sẽ liên tục không ngừng tuôn ra nhiều linh khí hơn. Tô Thường nói tiếp, đương nhiên, khó khăn nhất luyện ra được, cũng chính là tầng thứ nhất, tiền bối yên tâm, tôi sẽ giúp ông. Tô thiếu gia, cảm ơn cậu. Khuôn mặt Đoan Mộc Lưu đầy cảm kích nói. Tiền bối khách sáo rồi. Tô Thường cười cười nói, được rồi tiền bối, chuyện này không nên chậm trễ, theo lời tôi nói mà làm đi. Ừm. Đoan Mộc Lưu nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền khoanh chân ngồi lên trên đệm hương bồ, hai mắt khép hờ, thả lỏng tinh thần, buông xuống tất cả mọi đề phòng. Tô Thường tất nhiên nhận ra được, Đoan Mộc Lưu đã làm theo lời mình nói. Trong mắt lộ ra một tia sát ý. Giờ phút này, anh ấy định trực tiếp ra tay tiêu diệt Đoan Mộc Lưu. Nhưng ngay lập tức, Tô Thương liền từ bỏ ý nghĩ này, sát ý trong ánh mắt liền biến mất. Đoan Mộc Lưu dù sao cũng là cao thủ cảnh giới thần tông, thực lực thâm sâu khó lường. Huống hồ, lão già cấp bậc này, làm gì có chuyện thật sự không để phòng mình chứ? Tô Thương thầm nghĩ, được rồi. Dù sao ông ta muốn trở thành người tu chân, đến lúc đó linh khí và chân khí cùng va chạm nhau, tới lúc đó giết ông ta cũng chưa muộn, không cần thiết phải mạo hiểm. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền bắt đầu làm giống với cách mà anh ấy đã giúp Phương Phú Quý, trợ giúp Đoan Mộc Lưu đặt chân đến tu chân. Bàn tay anh ấy chỉ mới giơ một cái, hơn 30 viên đá năng lượng liền xuất hiện trước mặt. Ngay sau đó, Tô Thương nhanh chóng bố trí ra tụ linh trận. Sau đó hai tay bấm huyệt, lấy một bản công pháp hạ cấp, truyền cho Đoan Mộc Lưu, đồng thời tận tâm tận lực chỉ dẫn cho Đoan Mộc Lưu. Có điều, muốn trở thành người tu chân thì không phải là chuyện đơn giản, ít nhất cũng cần đến 2 giờ đồng hồ. Đến lúc đó, Đoan Mộc Lưu chắc chắn tàn phế, tất cả mọi thứ trong kho báu này, đều là của mình. Khóe miệng Tô Thương chợt lộ ra một nụ cười. Chấm chấm chấm. Bất chi bất giác. 2 giờ sắp qua đi. Được sự giúp đỡ của Tô Thương, Đoan Mộc Lưu thành công đặt đến hàng ngũ tu chân, trong cơ thể xuất hiện một luồng linh khí, nghiêm túc trở thành người tu chân luyện khí tầng 1. Ha ha ha! Lão Phu khát vọng 1,200 năm, bây giờ cuối cùng mơ ước đã trở thành sự thật, khoảng cách đến trường sinh lại gần thêm một bước nữa rồi. Đoan Mộc Lưu mở to mắt, đồng thời mở bàn tay ra, nhìn thấy trong lòng bàn tay có luồng linh khí. Nhất thời cực kỳ mừng rỡ, linh khí, ha ha ha, linh khí à. Trở thành người tu chân, với tư chất của lão phu, nhất định có thể nhanh chóng thăng cấp, trường sinh bất tử, ở trong tầm tay rồi. Tô Thương bên cạnh khẽ cười nói, chúc mừng tiền bối, đặt chân đến tu chân, thật đáng mừng. Ha ha. Nhưng ai ngờ, Đoan Mộc Lưu lại lộ ra một vẻ gian xảo, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Tô Thương, cười ác độc nói, Tô Huyền Thiên. Cậu quá ngây thơ rồi đó. Trên đời này, chỉ có hai chúng ta là người tu chân, nói cách khác, có lẽ về sau, cậu chính là uy hiếp lớn nhất của tôi, cậu cảm thấy lão phu sẽ để cậu còn sống mà rời khỏi nước Đê hay sao chứ? Nói đến đây, Đoan Mộc Lưu đứng dậy, liên tục cười lạnh nói, Tô Huyền Thiên, đừng có trách tôi, muốn trách thì trách chính mình đã dễ dàng tin tưởng lời thề của người khác đi. Cái gì mà mãi mãi không được siêu thoát, ha ha ha, lại là lời thề độc, đều ràng buộc không nổi lão phu đây, cậu nhận cái chết, hả? Đoan Mộc Lưu điều động chân khí, đang chuẩn bị xóa sổ Tô Thương, nhưng ngay lập tức sắc mặt liền thay đổi, cơ thể đột nhiên bị đau nhức trầm trọng. Đau đớn. Lúc này, Đoan Mộc Lưu cảm thấy như có hàng vạn con trùng độc, đang tàn phá bên trong cơ thể của mình.
Loại đau khổ này, chắc chắn là đỉnh cao nhất, còn hơn cả hàng vạn con dao đâm vào người. Cho dù ông ta là cao thủ thần tông sống đến gần 300 tuổi, thì cũng không tài nào mà chịu đựng được. Mồ hôi to như hạt đậu, trong nháy mắt liền chảy xuống từ trên trán của Đoan Mộc Lưu, quả thực là đau đến nỗi không sống nổi. Á! Đoan Mộc Lưu không nhịn được nữa, đâu đó vẫn còn sức công kích Tô Thương, lúc này ông ta ôm lấy bụng, co quắp người lại trên chiếc đệm bằng cói, khuôn mặt nhăn nhó, trên khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn. Ha ha! Tô Thương thấy vậy, nhếch môi lên, để lộ ra nụ cười giễu cợt. Tất cả những điều này đều nằm trong dự kiến của anh ấy. Sau khi bên trong cơ thể một của một người luyện võ đột nhiên có linh khí, chỉ cần không điều động chân khí, thì sẽ bình an vô sự. Cho nên, lúc trước cơ thể của Đoan Mộc Lưu không hề có bất kỳ triệu chứng nào, thậm chí còn dùng một trường, để kiểm tra một chút linh khí của bản thân. Nhưng, nếu như điều động chân khí, có mưu đồ dùng chân khí, thì trong nháy mắt cơ thể sẽ nhận được sự phản hệ của linh khí. Linh khí lớn mạnh, cho dù có tràn đầy chân khí, thì cũng từ từ tiêu tán, rồi rút khỏi đan điền. Đối mặt với linh khí, chân khí cấp cơ bản cũng không có chỗ để phản kháng lại, mà chỉ bị ăn mòn dần dần. Quá trình này, Đoan Mộc Lưu không thể chịu đựng được, năng lực chiến đấu đương nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Tiền bối. Lúc này, ánh mắt của Tô Thương dừng lại trên người của Đoan Mộc Lưu, cười giễu cợt rồi nói, ông bị làm sao vậy, lẽ nào có em bé đang đạp bụng ông à, ông sắp sinh rồi sao? Tô Huyền Thiên. Đừng có lắm lời. Đoan Mộc Lưu tức quá hóa giận, bởi vì cơn đau rất mãnh liệt, giọng nói cũng run rẩy, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói cậu đã làm gì với tôi đây vậy? Ha ha. Tô Thương khẽ cười, Đoan Mộc Lưu, ông một lòng muốn trở thành một chiến sĩ luyện khí, nhưng ông không hề biết, linh khí và chân khí không thể tồn tại cùng nhau được. Một khi đã ở chung một cơ thể, thì sẽ xuất hiện hai loại năng lượng, chân khí là linh khí sẽ chém giết lẫn nhau trong cơ thể, đấy chính là một núi không thể có hai hổ đó. Tô Thương nói tiếp, nhưng mà, chân khí ở cấp thấp, đứng trước linh khí, thì chỉ bị linh khí nuốt chửng lấy mà thôi. Lúc này, linh khí trong cơ thể ông, đang hút lấy chân khí dồi dào, đương nhiên ông sẽ đau đớn không thể chịu nổi rồi. Tô Thương tiếp tục nói, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhiều nhất là 3 tiếng đồng hồ, thì tất cả chân khí của cảnh giới thần tông của ông, sẽ bị nuốt chửng hết sạch. Đoan Mộc Lưu, giờ phút này, thực lực của ông đã suy giảm đi rất nhiều, tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi. Tô Thương nheo mắt lại. Cười lạnh lùng, bây giờ, sự sống chết của ông, chỉ là một suy nghĩ nhất thời của tôi thôi. Hèn hạ. Đoan Mộc Lưu tức giận nói, Tô Huyền Thiên, hừ, không ngờ rằng cậu lại là một kẻ nói một đằng làm một nẻo. Tô Thương bỗng khựng lại, không nhịn được liền nói, Đoan Mộc Lưu, ông không biết xấu hổ à, lẽ nào ông đã quên những hành động mà bản thân mình vừa làm lúc nãy rồi sao? Mẹ kiếp. Đến bản thân ông cũng không để ý là mình đã thề độc, không được ra tay với tôi, vậy mà giờ lại bảo tôi nói một đằng làm một nẻo sao? Tô Thương cười nhạt nói, ông đúng là hữu đương hữu lập mà. Y nói thông qua một chuyện nào đó để thu được lợi ích, nhưng miệng thì lại nói đó là chuyện không ích lợi gì cả. Tôi đây. Đoan Mộc Lưu có chút thiếu tự tin, cố nén nỗi đau rồi nói, Tô thiếu gia, lúc nãy tôi đây chỉ là chơi đùa với cậu thôi. Cậu đừng coi đó là thật nhé. Bây giờ trên đời này chỉ có 2 chiến sĩ luyện khí chúng ta nên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nắm tay nhau cùng tiến về phía trước mới đúng. Nắm tay bước về phía trước cái mẹ gì, ông tưởng rằng tôi ngốc thật à? Tô Thương cười lạnh lùng liên tục, rồi nhấc chân lên đá vào eo Đoan Mộc Lưu, đá một phát khiến Đoan Mộc Lưu trượt dài trên mặt đất. Dầm. Cho đến khi cơ thể va mạnh vào tường thì mới thôi, sau đó ông ta nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tô Thương không hề bỏ qua cho Đoan Mộc Lưu dễ dàng như vậy, anh ấy nhanh chân bước qua đó, sát ý trong ánh mắt hừng hực, như muốn xóa sổ luôn ông ta, để diệt trừ hậu hoạn. Tô Huyền Thiên, có gì từ từ nói. Đoan Mộc Lưu vô cùng sợ hãi, đến máu chảy ở khóe miệng cũng không thèm lau, vội vàng cầu xin tha mạng. Chỉ cần cậu đồng ý tha cho tôi một mạng,
tôi sẽ bằng lòng đem hết mọi thứ của tôi đưa cho cậu, đồ vật trong kho báu, cậu có thể tùy ý cầm đi. Ha ha! Cái này không cần ông nói, giết ông xong, thì tôi có thể đem hết mọi thứ ở đây đi mà. Tô Thương chăm chú nhìn Đoan Mộc Lưu, học theo giọng điệu ban nãy của Đoan Mộc Lưu, lạnh lùng cười, tiền bối, đừng trách tôi nhé, muốn trách thì trách bản thân ông ấy, dễ tin người quá rồi. Á! Đoan Mộc Lưu sợ hãi, rồi hối hận, tứ quá hóa giận nói, đáng ghét, á, sớm biết như vậy, lúc trước tôi đây nên giết cậu rồi. Tôi đây hung hãn cả một đời, hơn 100 tuổi đã đặt chân đến thần tông, từ trước đến giờ không thua kém ai. Chỉ có tôi đây tính kế người khác, bao nhiêu đối thủ chết dưới tay tôi, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cho đến ngày hôm nay, lại thua dưới tay một tên tiểu tử hậu bối. Tôi đây, căm giận, phốc. Đoan Mộc Lưu đang nói, Tô Thương đột nhiên ra tay, một chưởng đã đánh vỡ tim của ông ta. Trong chốc lát, hai mắt Đoan Mộc Lưu trợn to, đồng tử nhanh chóng co lại, máu từ trong miệng chảy ọc ọc ra ngoài. Tô Huyền Thiên, cậu không phải đắc ý, trái trai của tôi, Đoan Mộc Hải, năm nay 200 tuổi có thừa, đã đặt chân đến một nửa thần tông, là người mạnh thứ hai của nước D. Bây giờ, nó là người trong cung thành của nước D, cậu muốn sống để rời khỏi nơi này. Ách! Đoan Mộc Lưu vẫn chưa nói hết câu, thì đã dừng hô hấp. Về chầu ông bà ông vải rồi. Đường đường là một cao thủ thần tông, mà lại có kết cục một cách thê thảm như vậy, đến chết cũng không thể nhắm mắt. Vì ông ta chết không phải do đánh nhau ác liệt, người giết ông ta chỉ là một tên hậu bối còn con. Trong lòng Đoan Mộc Lưu uất ức lắm. Nói nhảm nhiều thật, sự sống chết của tôi còn chưa đến lượt ông quan tâm. Tô Thương lạnh lùng nhìn một cái, cũng coi như có thể bỏ qua tất cả. Còn về cháu trai của Đoan Mộc Lưu, bây giờ vẫn chưa xuất hiện, tạm thời không cần lo lắng. Tô Thương đã tính toán xong rồi, anh ấy sẽ vơ vét sạch sẽ đồ trong kho, rồi đi luôn. Dù sao đến bây giờ, vẫn chưa kích động đến bảo vệ của nước D, không có người biết anh ấy và Đoan Mộc Lưu từng đến kho báu, đương nhiên sẽ không sợ Đoan Mộc Hải sau này đến báo thù. Huống hồ! Chỉ là một nửa thần tông thôi mà. Chắc cũng ngang ngửa như Trương Trọng Ngu, cho dù tìm đến Giang Bắc, Tô Thương cũng nắm chắc phần thắng. Thi thể của cao thủ thần tông, đối với Thục Phân mà nói, có thể là thuốc ổ cực phẩm đó nha. Lúc này, Tô Thương nhìn sang thi thể Đoan Mộc Lưu, nhếch miệng nở một nụ cười giễu cợt. Nghĩ tới Thục Phân, Tô Thương nhân tiện liếc chiếc vòng tay chứa đồ một cái, kết quả phát hiện ra Thục Phân còn đang ngủ say, cả người toát ra ánh sáng. Mà trước lúc thi thể được đưa vào, thì đã không thấy từ lâu rồi, đến cái xương cũng không để thừa lại, chắc đã bị Thục Phân ăn sạch rồi. Rốt cuộc Thục Phân là loại yêu thú gì, ăn nhiều năng lượng như vậy, mà lại không hề trúc cơ thành công, kỳ lạ quá ta. Tô Thương lộ ra một nụ cười nghi ngờ, sau đó cười nói, nhưng mà, nó cũng sắp thành công thôi, nhìn trạng thái của nó, chỉ kém một chút nữa thôi, nhưng vì không có năng lượng tiếp theo để chống đỡ. Cho nên tiến độ mới chậm như thế. Mẹ nó, không thể không nói, vận may của con Thục Phân này tốt thật sự, nằm thôi mà cũng sẵn có cái để ăn. Tô Thương gượng cười, sau đó đem thi thể của Đoan Mộc Lưu, thu vào trong vòng tay chứa đồ. Vòng tay chứa đồ bây giờ, được Tô Thương chia thành hai khu, một nửa thì sắp xếp cho Thục Phân, một bên thì sắp xếp cho Tô Tinh Hà. Thi thể của Đoan Mộc Lưu đương nhiên sẽ xuất hiện trong không gian của Thục Phân. Dường như trong chốc lát, Thục Phân đã mở to mắt, nhìn thấy thi thể của Đoan Mộc Lưu, bỗng bất ngờ vô cùng. Wow, ông chủ, năng lượng mạnh quá đi, một giọng nói của con gái, vang lên trong đầu Tô Thương. Ừ. Tô Thương khẽ cười, rồi hỏi, Thục Phân, mày chỉ là trúc cơ mà thôi, sao mà dùng hết nhiều năng lượng như thế được? Tôi cũng không biết. Thục Phân lắc lư cái đầu nhỏ, vội nói, nhưng, ông chủ, tôi cảm thấy, hấp thụ tinh huyết của người này, tôi nhất định có thể lên trúc cơ thành công, đến lúc đó, tôi có thể biến thành hình người rồi. Ông chủ, anh đợi tôi, sau khi tôi biến thành hình người, sẽ phục vụ thật tốt cho anh. Giọng nói của Thục Phân, thì thầm trong khoảng trống, giống như một cô gái mười mấy tuổi vậy, trong sạch thuần khiết, quả thực rất dễ nghe. Nhưng bây giờ nó
vẫn là một con teddy, có hình dáng của một chú chó, nói ra những lời này, khiến cho Tô Thương nổi hết cả da gà lên, vô cùng không thoải mái. Khụ khụ, mày mau hấp thụ đi, đừng nghĩ lung tung nữa. Tô Thương ho khan một tiếng, sau đó nói, Thục Phân, bây giờ mày đến gần ranh giới trúc cơ, thực lực chắc rất mạnh nhỉ. Đúng vậy, ông chủ. Thục Phân nghiêm túc nói, tôi đã chạm đến gần cánh cửa trúc cơ rồi, chỉ thiếu một bước nữa, tôi cảm thấy tôi có thể nhẹ nhàng hạ gục anh. Nói như vậy, tôi rất mất mặt đó, có thể nói khéo léo một chút được không? Tô Thương trầm mặt xuống nhổ nước bọt. Ông chủ, khéo léo cái gì vậy? Tôi. Tô Thương xám mặt lại, rồi nói, thôi bỏ đi, mày tu luyện tiếp đi, nhưng mày phải nhớ đừng có ham mê quá. Có thể tao sẽ đánh thức mày dậy để giúp tao đánh nhau đấy. Được thôi, Thục Phân lễ phép đáp lại. Ừ. Sau đó, Tô Thương lấy lại tâm trạng, hoàn toàn không suy nghĩ đến Đoan Mộc Hải nữa. Bây giờ, Tô Thương đã luyện khí đến tầng thứ 9, nếu thi triển huyết tế, có thể giết được Tông Sư Đỉnh Phong, nhưng anh ấy không chắc sẽ đối phó được với bán bộ thần Tông. Nhưng cảnh giới của Bạch Miêu đã vượt qua cả phạm vi luyện khí tầng thứ 9, gần như sắp trúc cơ thành công rồi. Theo như lời nó nói, có thể hạ gục mình một cách nhẹ nhàng, vậy tất nhiên có thể ngang hàng với bán bộ thần Tông. Tô Thương nghĩ xong cả rồi, nếu như không may mắn, gặp phải cháu trai Đoan Mộc Hải của Đoan Mộc Lưu, thì gọi Thục Phân ra, giết ông ta là xong rồi. Kho báu của Đoan Mộc Lưu, đúng là không tồi nha, tầng thứ 2, có rất nhiều dược liệu lâu lắm. Rất có lợi đối với tôi, hoàn toàn có thể giúp chèo chống với trúc cơ của tôi. Lúc này, Tô Thương đến tầng thức 2, nhìn xung quanh những đồ vật trong mấy trăm mét vuông đó, rồi nhếch miệng để lộ ra một nụ cười giễu cợt. Cha ơi, cha, có thể nghe thấy không? Đúng lúc khi anh ấy chuẩn bị lấy những thứ này đi, vòng tay chứa đồ đột nhiên truyền đến giọng nói của Tô Tinh Hà. Vòng tay chứa đồ hoàn toàn có thể niêm phong âm thanh. Nhưng Tô Thương là chủ nhân của vòng tay, đương nhiên có thể hiểu rõ mọi thứ về chiếc vòng này. Thằng danh con, sao vậy, gọi cha làm gì? Lúc này, Tô Thương nhíu mày lại. Cha ơi, tấm lòng của cha ác thật đấy, con có còn là con trai ruột của cha không đấy? Có chuyện gì thì nói, không có chuyện thì thành thật ở yên trong đó, còn làu bàu nữa thì cha sẽ không để ý đến con nữa đâu. Đừng đừng đừng, cha. Con có chuyện thật ạ. Nói, sao vậy? Con đói rồi. Trong vòng tay chứa đồ, Tô Tinh Hà đang ôm bụng, tủi thân nói cha đã để con ở trong này, 32 tiếng rồi, suốt 32 tiếng rồi đấy. Trong 32 tiếng này, đến một hớp sữa con cũng không được uống, đến một hạt gạo cũng không được ăn, cha có biết con sống thế nào không? Vừa nói, Tô Tinh Hà liền rơi nước mắt. Nhớ lại chuyện trước kia, khi ở núi Cửu Phong, mẹ đuổi theo đút cho con ăn, hai vợ bé của con, thì bưng bình sữa cho con uống, nhớ những ngày tháng đó thật đấy. Bây giờ thì ngược lại, theo cha lăn lộn, một ngày đói ba bữa, con đang ở tuổi lớn, cha đã để lỡ mất chiều cao của con, cha đền được không? Tô Tinh Hà bắt đầu oán trách Tô Thương. Vãi, cái này, Tô Thương có chút ngại ngùng, có chút động lòng, đưa Tô Tinh Hà ra ngoài. Trong chốc lát, cơ thể của Tô Tinh Hà liền xuất hiện ở tầng thứ 2 của kho báu. Ôi trời, cái này quả thực là tại cha, là cha không chú ý đến. Tô Thương nhìn về phía Tô Tinh Hà, khẽ cười, nhưng con yên tâm, cha lập tức sẽ đưa con đi ăn món ngon. Không chú ý đến. Cha, hóa ra trong lòng cha, con không có địa vị như vậy sao, chuyện ăn uống quan trọng như vậy, thế mà lại không chú ý, con. Tô Tinh Hà nhổ nước bọt, kết quả đột nhiên bị thu hút bởi chiếc bình lưu ly phía trước, đôi chân chạy rất nhanh, chạy tới quan sát một hồi, bỗng vô cùng phấn khởi, mẹ kiếp, bách thảo đan, vậy mà lại là bách thảo đan. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên. Vãi, một bình đầy như thế, nhiều quá rồi, con không đếm được, chỉ có Tô Du Du mới có thể đếm được thôi. Tô Tinh Hà mừng như điên. Vội ôm bình lưu ly vào trong ngực, giống như nhặt được vật chí bảo vậy. Sau đó, cậu bé cẩn thận lấy một viên bách thảo đan ra, bỏ vào trong miệng giống như ăn kẹo ấy,
khuôn mặt nhỏ bé để lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, cực phẩm bách thảo đan, ha ha ha, ngọt thật. Con ăn bừa cái gì thế? Tô Thương đi qua đó, bách thảo đan là một cục trong suốt ở thể rắn, có vị ngọt, không khác kẹo một chút nào, chả trách Tô Tinh Hà lại vui mừng như thế. Cha, cha làm gì thế, con thích ăn bách thảo đan nhất, nhưng bách thảo đan luyện chế rất phức tạp, hơn nữa vì nó bổ sung chân khí khá ôn hòa, không hại cơ thể, cho nên giá tiền mới đắt đỏ, rất khó mua đấy ạ. Cho dù ông cố có quan hệ, có nhờ vả đi nữa, thì một năm chỉ có thể làm được 4 viên, con và Tô Du Du chia đều cho nhau, mỗi người chỉ có thể được chia 3 viên, cha mau đưa nó cho con. Tô Tinh Hà sốt ruột vô cùng, chạy tới nhìn về phía chiếc bình lưu ly. Ha ha, vội cái gì, đồ của trẻ con ăn, cha làm sao tranh với con được. Tô Thương cười cười, sau đó trả bình lưu ly cho Tô Tinh Hà, một lúc sau, anh ấy đột nhiên nhận ra đâu đó có điểm gì là lạ. 4 viên bách thảo đan, chia cho 2 người, mỗi người được chia 3 viên. Tô Thương liền cúi đầu xuống đếm số bách thảo đan trong bình lưu ly, tổng cộng có 11 viên. Vừa nãy Tô Tinh Hà lại không đếm được, còn nói chỉ có Du Du mới có thể đếm ra. Mẹ kiếp! Trời ơi, con trai mình không biết đếm số. Con trai! Tô Thương nhìn về phía Tô Tinh Hà, sám mặt lại hỏi, 1 cộng 1 bằng mấy? Cái gì? Tô Tinh Hà lầm bẩm, phiền chết đi được, cha hỏi cái này làm gì, con không biết. Mẹ nó! Đúng là toán học ngu dốt. Con trai ơi! Con ngốc như vậy, 1 cộng 1 cũng không biết bằng mấy, cái này không ổn rồi. Tô Thương lập tức dậy đếm ngay tại đó, đầu tiên là đưa cho Tô Tinh Hà 1 viên, sau đó lại đưa cho cậu bé 1 viên nữa, sau đó dùng giọng điệu hướng dẫn nói, trong tay con có 1 viên bách thảo đan, cha lại cho con 1 viên nữa, vậy trong tay con bây giờ có mấy viên? 2 viên. Tô Tinh Hà liếc mắt nhìn Tô Thương một cái, đồng thời cũng nắm chặt bách thảo đan trong tay. Sợ bị Tô Thương cướp đi. Giỏi lắm. Con biết là có 2 viên. Xem ra thằng con trai này cũng không phải kẻ ngốc. Hôm nay, anh nhất định phải để con trai hiểu rõ bài toán này. Tô Thương vô cùng vui vẻ, sau đó cười hỏi, con trai à, vậy thì, 1 cộng 1 bằng mấy? Con không biết, vẻ mặt Tô Tinh Hà mù mờ trả lời anh. Mẹ kiếp. Tô Thương không nhịn nổi nữa. Giơ tay búng trán Tô Tinh Hà một cái, hét lên, con nhìn lại xem trong tay mình có mấy viên bách thảo đan. Dạ 2 viên. Tô Tinh Hà ôm đầu, lẩm bẩm nói, trong tay con có mấy viên bách thảo đan thì liên quan gì tới 1 cộng 1 bằng mấy chứ? Cha! Tô Thương đứng đó cứng họng, cuối cùng anh chỉ đành bất lực thở dài một hơi, ném trả bình lưu ly lại cho Tô Tinh Hà. Thôi quên đi! Xem ra chuyện dạy con trai học toán giống như gánh thì nặng mà đường thì xa, quả là một nhiệm vụ gian truân đầy vất vả, sau này tính tiếp. Cha ơi! Tô Tinh Hà lấy được cả bình bách thảo đan nên vui sướng muốn chết, sau đó cậu bé nhìn quanh bốn phía, hai mắt sáng ngời nói, đây là chỗ nào vậy ạ? Tại sao lại có nhiều dược liệu, đan dược và các thứ linh tinh khác vậy ạ? Kho nhà con còn chẳng nhiều bảo bối bằng ở đây đâu. Bảo khố của cung thành nước Đê. Tô Thương vừa đáp lại vừa thu thập đồ vật ở tầng 2 bảo khố, cất vào trong vòng lưu trữ. Chỉ thấy tay anh vung lên một cái thì sẽ có một vật phẩm biến mất, sau đó nó sẽ xuất hiện bên trong vòng lưu trữ. Cung thành nước Đê ạ. Tô Tinh Hà dường như nghĩ tới chuyện gì đó, cậu bé lẩm bẩm tự nói, con nghe nói nước Đê có một vị cao thủ đã đạt tới cảnh giới thần tông, thực lực của ông ta không chênh lệch nhiều lắm so với thực lực thật sự của 3 thế lực lớn. Đã sống gần 300 năm rồi. Vị cao thủ đó thành lập nước Đê chỉ là để cướp đoạt vật tư giúp ông ta mà thôi. Ông ta cho xây dựng một tòa bảo khố dưới lòng đất, chuyên môn dùng nơi đó để chứa đồ. Nghe nói vật tư bên trong ngay cả 3 thế lực lớn cũng phải ghen tị mà thèm nhỏ dãi, không ngờ là. Tô Tinh Hà đang nói, kết quả thấy được động tác của Tô Thương thì nghi hoặc nói, cha ơi, cha đang làm gì thế? Thu thập vật tư, Tô Thương thành thật đáp lại. Nhưng đây là đồ của vị cao thủ thần tông của nước Đê kia cơ mà. Nhưng bây giờ chúng là của cha rồi. Tô Thương để lộ một nụ cười, động tác trên tay không dừng lại,
rất nhanh sau đó thu hết toàn bộ vật tư ở tầng 2 vào trong vòng lưu trữ. Mẹ kiếp, cha thật trâu bò, thì ra cha mới thực sự là kẻ cướp. Khuôn mặt Tô Tinh Hà đầy vẻ sùng bái nói, người ta nói con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, xem ra con còn phải học tập cha nhiều hơn mới được, không thể làm cha mất mặt được. Chấm hỏi. Tô Thương lại giơ tay lên búng lên trán Tô Tinh Hà một cái, có chút chột dạ nói, gì mà kẻ cướp chứ, con không biết thì đừng có nói linh tinh. Được, được rồi mà, cha à, cha yên tâm, chuyện cha cướp đồ này con chắc chắn sẽ không nói cho ai biết đâu. Tô Tinh Hà nhỏ giọng nói, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Tên nhóc thối này. Tô Thương nhìn Tô Tinh Hà rồi lại thấy đau đầu, đơn giản là không thèm để ý đến cậu bé nữa. Sau đó, Tô Thương đưa con trai tới tầng thứ nhất của bảo khố. Wow! Nhiều vàng bạc châu báu thật đó. Tô Tinh Hà nhìn khắp tầng bảo khố tràn ngập cảm giác giàu sang, nhất thời hai mắt cậu bé sáng bừng lên, phấn khởi nói, ha ha ha, cha à, chuyến lần này cha chơi lớn rồi, chúng ta phát tài rồi, sau này không cần lo lắng chuyện ăn uống nữa. Tô Thương không thèm để ý đến cậu bé, anh nhanh chóng thu thập hết vàng bạc châu báu ở tầng thứ nhất. Mấy thứ này đối với Tô Thương hiện giờ vẫn còn một chút tác dụng. Anh không thích phải mang ơn người khác, nếu có đống của cải này thì thật ra anh có thể tới chợ đen Cửu Môn mua dược liệu cần thiết cho việc tu luyện, nếu cứ lấy không hoài cũng rất ngại. Cha à, cha thật sự mạnh quá đi mất, bảo sao lúc trước cha biết chuyện con đi cướp bóc thì nghiêm khắc dạy dỗ con như đòn, thì ra là do cha cảm thấy con cướp quá ít à. Tô Tinh Hà kích động nói, đúng là cha vẫn lợi hại nhất, trực tiếp đến cướp bảo khố của nước D. Đây là tài sản mà cả nước người ta tích lũy suốt 200-300 năm, hôm nay để cha một mình nuốt sạch, đúng là châu bò pro mắc mà. Nhưng cha à, cha cứ nhìn đi, sau này chắc chắn con sẽ còn giỏi hơn cha, làm dạng danh dòng họ, phát triển sự nghiệp cướp bóc rực. Im miệng. Tô Thương đen mặt, trực tiếp ký vào đầu Tô Tinh Hà một cái. A, à, Tô Linh Hà ôm đầu, ấm ức nói, cha ơi, sao cha lại đánh con? À, con biết rồi, cha không muốn con giỏi hơn cha, nếu vậy thì cha sẽ rất mất mặt đúng không? Tô Tinh Hà cười nói, ha ha ha, được thôi, cha ơi, con nói sai rồi, nhất định con sẽ nối gót theo cha, cố gắng đứng sau lưng trợ giúp cha, vậy chắc là được rồi nhỉ? Tô Thương liếc mắt nhìn Tô Tinh Hà một cái, vẻ mặt bất lực, sau đó anh lại thở dài lần nữa. Hải, tên nhóc này đúng là đồ bỏ đi mà. Xem ra sau này có thời gian, anh cần phải xây dựng lại thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, tình yêu, thôi, tình yêu có vẻ là chưa cần thiết. Đúng vậy. Thằng bé mới có tí tuổi đầu đã bắt đầu nghĩ đến việc có một cô vợ nhỏ, nói thì nói, chuyện này cứ để mặc thằng bé vậy. Đi thôi, chúng ta quay về nước hoa. Bàn tay Tô Thương lại vung lên, hút Tô Tinh Hà vào trong vòng lưu trữ. Sau đó tung người lên rời khỏi bảo khố dưới lòng đất. Khoảng cách giữa nước D và nước hoa vô cùng xa, với tốc độ đi lại của Tô Thương thì ít nhất cũng phải 2-3 ngày mới có thể trở về Giang Bắc. Nhưng Lưu Huy và Vương Trại vẫn còn ở biên giới phía nam, Tô Thương có thể đến biên giới phía nam trước sau đó ngồi trực thăng về nhà. Nhưng chân trước của anh vừa bước khỏi cung thành thì đã cảm nhận được có một người đang theo dõi mình suốt cả quãng đường. Thực lực của người nọ rất mạnh mẽ, không chênh lệch nhiều so với Trương Trọng Ngu, có lẽ là bán bộ thần tông. Người này có lẽ là cháu trai ruột trong miệng Đoan Mộc Lưu, Đoan Mộc Hải rồi, 200 tuổi, một võ giả thượng cổ đạt cảnh giới bán bộ thần tông. Sau khi đoán ra thân phận của người trong tối, Tô Thương có chút nghi hoặc, thầm nghĩ, lạ thật đấy, ông ta cũng không có ý muốn giết mình, hình như chỉ là do tò mò nên mới theo dõi cả quãng đường thì phải. Trước tiên cứ dò thử suy nghĩ của ông ta đã, nếu có thể không cần sử dụng vũ lực thì tốt nhất không dùng tới, dù sao mình cũng không nắm chắc 10 phần. Nghĩ đến đó, Tô Thương dừng lại, giọng điệu bình thản nói, Đoan Mộc Hải, ra đây đi. Sột soạt. Ngay sau đó, một ông già mặc trường bào màu trắng xuất hiện trước mặt Tô Thương. Mặt mũi ông ta đầy nếp nhăn, râu tóc bạc trắng. Tuy là cháu trai của Đoan Mộc Lưu nhưng đã sống tới tuổi này rồi thì vẻ ngoài của họ cũng chẳng khác nhau mấy. Lúc này,
Đoan Mộc Hải chăm chú nhìn Tô Thương, nhíu mày nói, cậu biết tôi à? Ông nội đã nhắc tới tôi với cậu sao? Tô Thương tỏ vẻ bình tĩnh, anh thuận theo nói, đúng vậy, ông 200 tuổi, cảnh giới bán bộ thần tông. Xin hỏi rốt cuộc cậu là ai, vì sao đêm nay ông nội tôi là đưa cậu vào trong bảo khố, lại còn tiếp đãi long trọng với cậu? Đoan Mộc Hải tò mò hỏi. Vài tiếng trước, Đoan Mộc Hải có việc ra ngoài, đến tận vài phút trước ông ta mới trở về. Ấy vậy mà. Ông ta thông qua thiết bị giám sát lắp đặt ở cung thành tận mắt nhìn thấy ông nội Đoan Mộc Lưu đưa chàng trai trẻ này biến mất ở ngay cửa vào bảo khố. Hơn nữa, ông nội và người này còn vừa nói vừa cười, nhìn qua cứ như là anh em kết nghĩa lâu năm. Nhưng ông nội từ trước tới nay tính tình quái gở, chưa từng có người bạn thân nào. Mà vừa rồi, Đoan Mộc Hải lại thấy chàng trai trẻ này đi ra khỏi bảo khố nên ông ta bèn chạy theo tới đây, muốn hỏi cho ra lẽ. Tô Thương nghe thấy câu hỏi của Đoan Mộc Hải thì quay đầu nhìn về phía cung thành, sau đó anh tất nhiên phát hiện được một chiếc máy quay giám sát ẩn giấu trong góc. Tô Thương tức khắc hiểu được nỗi lòng của Đoan Mộc Hải, trong lòng anh nhanh chóng nảy lên một ý nghĩ. Trả lời ngay, rốt cuộc thì cậu là ai, có quan hệ gì với ông nội của tôi? Lúc này, Đoan Mộc Hải lại mở miệng hỏi lần nữa. Ha ha! Trong mắt Tô Thương hiện lên ý cười xảo quyệt. Bên ngoài lại tỏ vẻ bất mãn nói, Đoan Mộc Hải, cậu dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện với người lớn hay sao? Người lớn? Đoan Mộc Hải nghe vậy thì ngay lập tức lộ vẻ không vui, này chàng trai trẻ, cậu nhìn qua chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi, còn tôi thì đã 200 tuổi rồi, ở trước mắt tôi thì cậu lấy tư cách ở đâu để xưng là người lớn hả? Tuy có phần phật lòng nhưng Đoan Mộc Hải vẫn chưa xé tấm mặt nạ hòa nhã này. Càng không có ý định sẽ sử dụng bạo lực. Đầu tiên, chàng trai trẻ trước mắt ông ta chắc chắn có quan hệ hữu hảo với ông nội của ông ta, nếu không thì ông nội cũng sẽ không đưa anh tới bảo khố. Phải biết là cho dù ngay cả Đoan Mộc Hải cũng không có tư cách vào bảo khố. Ông nội vô cùng coi trọng bảo khố, Đoan Mộc Hải đã sinh sống ở cung thành 200 năm cũng chỉ mới vào trong bảo khố một lần mà thôi. Lúc đó, ông ta vẫn chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi, vì tính tò mò mà lén lút lẻn vào trong bảo khố, kết quả bị ông nội Đoan Mộc Lưu phát hiện. Đoan Mộc Lưu không hề nương tay mà treo ông ta lên xà nhà, sau đó lấy roi ra quất tới tiếp đến mức người ông ta đầy vết thương. Sau đó ông nội lại cảnh cáo ông ta cả đời này không được bén mảng tới gần bảo khố nữa. Từ đó về sau, Đoan Mộc Hải không dám tới gần bảo khố dù chỉ là nửa bước, thậm chí qua nhiều năm như vậy rồi. Ông ta cũng chưa thấy ông nội dẫn bất kỳ ai vào tham quan bảo khố hết. Bảo khố dưới lòng đất của cung thành chỉ có một mình ông nội có chìa khóa, mấy trăm năm qua cũng chỉ có mình ông nội được bước vào. Nhưng đêm nay, không ngờ ông nội lại đưa chàng trai trẻ này vào trong vùng cấm là bảo khố đó. Bởi vậy có thể thấy, quan hệ của ông nội và người này vô cùng tốt, vậy nên Đoan Mộc Hải không dám có ý nghĩ sẽ dạy dỗ Tô Thương một trận. Ngoài nguyên nhân này ra thì vẫn còn một nguyên nhân khác, đó chính là chính mắt Đoan Mộc Hải thấy được, chàng trai trẻ trước mặt có bản lĩnh siêu phàm, tốc độ di chuyển khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng ông ta lại không cảm nhận được chút chân khí nào trên người Tô Thương nên nhất thời vẫn chưa đoán ra. Hỗn xược. Lúc này, Tô Thương nghe thấy lời đó của Đoan Mộc Hải thì lập tức giận tím mắt rồi trầm giọng nói, ngay cả ông nội của cậu cũng phải nể mặt tôi ba phần. Thế mà cậu dám nói tôi không có tư cách. Hừ. Vậy tôi phải quay về bảo khố, tìm ông già thối Đoan Mộc Lưu kia hỏi xem ông ta dạy dỗ cháu trai mình thế nào. Nếu ông ta không dạy thì tôi cũng không ngại thay ông ta dạy dỗ cậu một trận. Tô Thương lửa giận bừng bừng, vừa dứt lời bèn quay người, ra vẻ sắp quay về cung thành nước Đê. Ấy. Đoan Mộc Hải ngay lập tức bị dọa, vẻ mặt vô cùng phức tạp, thầm nghĩ. Người này tự xưng là ông, và lại còn gọi thẳng tên của ông nội mình, xem giọng điệu của người này hình như là có quan hệ bình đẳng với ông nội của mình, đã vậy còn muốn dạy dỗ mình, không lẽ người này là quái vật sống mấy trăm tuổi rồi ư? Nghe nói giới võ thượng cổ có một vài bí thuật, tuy không thể kéo dài tuổi thọ nhưng có thể duy trì tuổi xuân mãi mãi, chẳng nhẽ người này đã tu luyện loại bí thuật đó. Sau khi Đoan Mộc Hải có suy nghĩ ấy thì cẩn thận ngẫm lại một lần. Cuối cùng cảm thấy vô cùng có khả năng là vậy.
pháp lực của người này cũng không kém mình là bao, hơn nữa lúc nãy mình âm thầm theo dõi mà người đó cũng có thể phát hiện, chứng tỏ thực lực người này sâu không lường được. Từ trước tới nay ông nội có tính tình nóng nảy, nếu để ông nội biết là mình làm người bạn thân chí cốt Phật lòng tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình đâu. Không được, không thể để người này đi tìm ông nội, nếu không thì mình toi đời mất. Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Hải vội vàng đuổi theo Tô Thương, khách sáo nói, tiền bối, xin lỗi, vừa nãy tôi đã khiến ông không vừa ý, xin ông đừng chấp nhặt với tôi. Tô Thương nhìn thấy vẻ mặt của Đoan Mộc Hải thì đã biết mình ngụy trang thành công, vậy nên anh bày ra khí thế bắt chẹt người khác, thờ ơ nói, Đoan Mộc Hải, nếu muốn nói xin lỗi thì tới trước mặt ông nội cậu nói đi, tránh cho ở sau lưng cậu lại bảo ông đây dùng thân phận chèn ép cậu. Không, không đâu, làm gì có. Đoan Mộc Hải vô cùng sợ hãi, vội vàng xua tay nói, tiền bối, là vãn bối có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, tưởng ông mới chỉ là một thằng bé hơn 20 tuổi cho nên mới ăn nói linh tinh như vậy. Ông không cần phải báo cho ông nội tôi biết đâu, vãn bối đồng ý để người tự ý trừng phạt. Ha ha, Tô Thương nghe vậy thì đứng lại, lộ ra nụ cười hài lòng, tên nhóc thế hệ sau này đúng là rất biết sai thì sửa, nếu đã vậy thì ông đây không thể không tha cho cậu được, chuyện lần này coi như bỏ qua vậy. Cảm ơn tiền bối. Đoan Mộc Hải như chút được gánh nặng rồi lại nhìn ngược về phía Tô Thương, vẻ mặt ông ta nghi hoặc nói, tiền bối, xin hỏi ông và ông nội tôi đã biết nhau bao lâu rồi? Chuyện này sao? Tô Thương ra vẻ uyên thâm, giả vờ như đang lục lại hồi ức, sau đó nghiêm túc nói, có lẽ cũng hơn 100 năm rồi đó, lúc đó ông nội của cậu mới chỉ đặt chân tới thần tông, tôi và ông ta thường xuyên bàn luận cùng nhau. Thì ra đã biết nhau lâu vậy rồi. Đoan Mộc Hải càng thêm chắc chắn Tô Thương chính là một quái vật trăm tuổi tu luyện thuật dưỡng nhan. Ừ. Ánh mắt Tô Thương dừng trên người Đoan Mộc Hải sau đó cười nói, tiểu Hải, có lẽ cậu không biết tới sự tồn tại của tôi nhưng thực ra ông nội cậu rất hay nhắc về cậu với tôi. Ông ta nói cậu có năng khiếu bẩm sinh, là cao thủ thứ hai của nước D, hôm nay vừa gặp thì quả nhiên là vậy. Tô Thương dùng ánh mắt nhìn con cháu để nhìn Đoan Mộc Hải, ra vẻ yêu thích nói, hiện giờ cậu vẫn còn có cơ hội để tiến thẳng vào thần tông. Một khi cậu đặt chân vào cảnh giới thần tông thì có thể bảo vệ gia tộc Đoan Mộc trăm năm huy hoàng rồi. 2. Đoan Mộc Hải được khen thì cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng, sau đó lại nghe thấy tiếng thở dài cuối cùng của Tô Thương thì nghi hoặc hỏi, vì sao tiền bối lại thở dài vậy? Tiểu Hải à, tuổi của tôi cũng sắp xỉ với ông nội cậu, sắp dùng hết thọ nguyên rồi. Tô Thương từ trước tới nay vẫn giữ nguyên tắc diễn xuất thì phải diễn cho trọn. Nói, bây giờ nhà họ Đoan Mộc đã có người kế thừa, ông già thối Đoan Mộc Lưu kia kể cả có chết ngay bây giờ thì cũng không có gì hối tiếc, không phải bận lòng lo lắng gì cả. Nhưng tôi thì không như thế, con cháu trong nhà tôi chỉ toàn một đám vô dụng, bùn nhão không thể chát tường mà. 2. Nói xong, Tô Thương lại thở dài một hơi, đau đớn than, tiểu Hải à, ông nội Tô của cháu thật khổ tâm, cháu không hiểu đâu. Nghe Tô Thương nói vậy, trong lòng Đoan Mộc Hải càng thêm vui sướng, không ai không thích được khen cả. Tô Thương gọi ông nội ông ta là ông già thối, nhất định là có quan hệ không tầm thường với ông nội ông ta. Tô Thương còn tự xưng là ông nội Tô, ừ, người này sắp xỉ tuổi với ông nội mình thực sự đúng là nên gọi ông ấy một tiếng ông nội mới phải. Ha ha ha, ông nội Tô thật đúng là đáng thương, tuổi thọ sắp cạn mà lại không có con cháu nối dõi. Tiếp quản gia nghiệp. Nghĩ đến đó, Đoan Mộc Hải an ủi nói, ông nội Tô à, con cháu có phúc của con cháu, ông không cần phải suy nghĩ nhiều đến vậy đâu, chỉ cần con cháu sống vui vẻ là được rồi. Đúng là như vậy. Tô Thương vui mừng nhìn về phía Đoan Mộc Hải, cười nói, ha ha, tiểu Hải, cháu cũng giỏi an ủi người khác lắm đó, nghe cháu nói như vậy xong, trong lòng ông nội Tô thoải mái hơn nhiều. Mà đúng rồi. Tiểu Hải à, ông nội Tô đã sống hơn 200 năm, tuy cuộc đời bình thường, giản đơn nhưng cũng chiếm được không ít tài sản, cháu có muốn kế thừa tài sản của ông không? Tô Thương bỗng nhiên tung cành ô liu về phía Đoan Mộc Hải. Gì cơ? Kế thừa gia sản của ông nội Tô ư? Đoan Mộc Hải nghe vậy ngay lập tức cảm thấy phấn khởi, trong lòng vui sướng vô cùng. Bảo khố dưới lòng đất của ông nội thì cấm không cho mình đi vào.
mà bây giờ bản thân của ông nội thì lại muốn mình kế thừa gia sản của ông ấy. Ông nội Tô này đúng là một người ông tốt lại còn hòa ái, dễ gần mà. Chuyện này. Đoan Mộc Hải hết sức kích động, ông nội Tô, chuyện này có chút không ổn đâu, ông có con cái đời sau nữa, làm sao có thể đến lượt tôi. Hừm. Tô Thương lạnh lùng hừm một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, những hậu bối đó của ông, thật sự là quá vô dụng, bùn nhão không thể chát tường được, nếu ông đem hết tài sản giao cho chúng, sớm muộn cũng sẽ bị người ngoài chiếm hết, nói không chừng sẽ còn vì thế mà rước họa vào thân. Tiểu Hải, giao cho cháu lại khác. Ánh mắt Tô Thương nhìn vào Đoan Mộc Hải, tán thưởng cười nói, cháu đã là nửa bước thần tông rồi, thực lực thâm sâu khó lường, có cơ hội đặt chân đến thần tông. Với thực lực của cháu, hoàn toàn trông coi được tài sản của lão phu, ông nội Tô cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng khi tuổi thọ ông đã hết, sau khi cơ thể đã chết đi, cháu có thể có đủ khả năng chăm sóc con cháu đời sau của ông. Tô Thương nghiêm túc nói, ai ya, đây coi như ông vì chúng mà làm một chuyện cuối cùng. Ông nội Tô. Đoan Mộc Hải nghe vậy, nghiêm túc nói, ông khách sáo quá đi, với quan hệ của ông và ông nội cháu, dù là không có cái tài sản gì, cháu cũng sẽ chăm sóc hậu bối của ông mà. Ha ha ha. Tô Thương cười cười nói, Tiểu Hải à, nghe chuyện cháu không hứng thú lắm với tài sản nhà họ Tô, xem ra cháu hoàn toàn không biết gì về ông nội Tô cả. Quả thật, ông nội Tô ở nước Hoa có sức ảnh hưởng rất lớn, cũng thuộc về một trong những cao thủ hàng đầu, cho cháu xem một bảo bối của ông đây này. Nói xong, Tô Thương vung tay lên, tại chỗ trống xung quanh liền xuất hiện rất nhiều dược tài cùng với đan dược, trồng chất như núi. Những vật này, tất nhiên là từ kho báu dưới đất giành được. Dược tài và đan dược nhiều như vậy sao? Đoan Mộc Hải nhất thời tỏa sáng hai mắt, hơi thở dồn dập. Sau đó hình như nghĩ đến điều gì đó, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đó, những vật này, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Cháu biết rồi. Đoan Mộc Hải như tỉnh ngộ ra, ánh mắt nhìn vào trên tay của Tô Thương, dò hỏi, ông nội Tô, đồ trên tay của ông, có phải là tu di nạp giới trong truyền thuyết không? Ha ha, Tiểu Hải, không ngờ rằng cháu rất có kiến thức đó nha. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó vung tay lên. Liền đem hết những dược tài cùng đan dược dưới đất, thu vào vòng tay lưu trữ, sau đó nói, không sai, đây chính là tu di nạp giới, đợi ông nội Tô trăm năm sau, chiếc vòng này có thể tặng cho cháu. Đoan Mộc Hải kích động, trong lòng cực kỳ vui vẻ, hưng phấn nói, cảm ơn ông nội Tô, ông yên tâm, chỉ cần có cháu ở đây, tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào dám ức hiếp con cháu đời sau của ông đâu. Có câu nói này của cháu, ông nội Tô yên tâm rồi. Tô Thương khẽ cười nói, lưu số điện thoại đi, hai ông cháu mình phải thường xuyên liên lạc, nếu như cháu có khó khăn gì, bất kỳ lúc nào cũng có thể gọi cho ông, người ông này vẫn có thể sống thêm được mấy chục năm nữa đó. Được. Đoan Mộc Hải được sủng ái mà lo sợ, giống như bé ngoan, mặt mũi tràn đầy thành kính mà nói ra số điện thoại di động của mình. Ông nội Tô nhớ kỹ rồi. Tô Thương cười cười, sau đó nói, cũng khá muộn rồi. Tiểu Hải, cháu về nghỉ ngơi đi, ông nội Tô phải về nước Hoa rồi. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này cháu đừng có đi xuống kho báu dưới đất, lão giả thối đó nói là muốn bế quan tu luyện, đuổi lão phu này ra ngoài rồi. Tô Thương nhắc nhở một chút, để tránh Đoan Mộc Hải phát hiện kho báu dưới đất bị dọn sạch, lại không bị đuổi theo gây phiền phức nữa. Ông nội Tô. Đoan Mộc Hải cười khổ nói, chắc là ông nội cháu chưa nói cho ông biết. Ông ấy trước giờ không cho phép cháu vào trong kho báu dưới đất. Cái lão già đáng chết này. Tô Thương trong lòng thở dài một hơi, bên ngoài lại hùng hùng hổ hổ nói, chúng ta đều đã ở cái tuổi này rồi, nhọc nhằn khổ sở tích lũy tài sản, không phải vì để cho con cái đời sau hay sao chứ? Con cháu đời sau của ông vô dụng thì không tính, còn Tiểu Hải cháu ưu tú như vậy, cái đồ chó Đoan Mộc Lưu kia lại còn đề phòng, thật khiến người khác tức chết mà. Không được, Tiểu Hải, cháu ở đây chờ chút, để lão phu đi xuống kho báu dưới đất, tàn nhẫn mà đánh nhau với cái đổ chó đó một trận, báo thù cho cháu. Tô Thương tức giận nói. Dễ chịu. Rất thoải mái. Đoan Mộc Hải nhìn không được mà lộ ra một nụ cười,
không biết vì sao mà nghe ông ta nghe ông nội Tô mắng ông nội mình là đồ chó, trong lòng lại cực kỳ thoải mái như vậy. Đồng thời, ông ta cũng thấy ông nội Tô đơn giản là quá Tô ta rồi, đây mới là một người ông nội điển hình mà. Có điều, nhìn thấy ông nội Tô muốn đi vào kho báu dưới đất tìm ông nội mình tính sổ, Đoan Mộc Hải vội vàng ngăn cản nói, ông nội Tô, ông đừng nên đi, lỡ như để ông nội của cháu biết, thì lại trách tội cháu. Sợ cái gì chứ, có lão phu làm chỗ dựa cho cháu, cái tên cháu Đoan Mộc Lưu kia thử dám động vào cháu xem. Cảm ơn ông nội Tô. Đoan Mộc Hải cười khổ nói, tâm ý của ông thì cháu xin nhận, nhưng không phải là ông nội cháu đã bế quan sao, chúng ta vẫn nên đừng làm phiền ông ấy. Vậy cũng được. Tô Thương nhẹ gật đầu, sau đó nói, đã như vậy, Tiểu Hải, ông nội Tô đi đây, hai ông cháu mình nhớ giữ liên lạc nhé. Được, hẹn gặp lại ông nội Tô, Đoan Mộc Hải cung kính nói. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay người từ từ đi xa. Vì để không bị bại lộ, anh ấy không gấp gáp mà rời đi từng nước một. Đợi một chút. Nhưng vào lúc này, tiếng của Đoan Mộc Hải bỗng nhiên truyền đến từ phía sau. Hả? Trong lòng Tô Thương có chút hồi hộp một chút, chẳng lẽ ông ta đã phát giác ra gì đó rồi sao? Tiểu Hải. Tô Thương từ từ quay người lại, lộ ra một nụ cười nói, sao vậy, có chuyện gì nữa sao? Ông nội Tô, chỗ này cách nước Hoa xa xôi ngàn dặm, ông đi về lãng phí thời gian, tiêu hao tinh lực. Lúc này, Đoan Mộc Hải cười nói, nước D là địa bàn của nhà Đoan Mộc cháu, chi bằng để cháu sắp xếp một chiếc máy bay trực thăng, hộ tống ông trở về nước Hoa nha. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Chấm than. Sao lại nói chuyện giống y như cái lão già Đoan Mộc Lưu kia thế không biết, nói chuyện cứ thở mạnh, không thể nói thẳng được hay sao chứ, làm hại ông đây sợ bóng sợ gió một trận. Tô Thương nhìn không được mà chửi thề, bên ngoài cười lạnh lùng nói, ha ha, Tiểu Hải, cháu thật có lòng, nếu đã như thế thì phiền đến cháu rồi. Ông nội Tô khách sáo rồi, có thể làm việc vì ông thì chính là vinh hạnh của cháu mà. Đoan Mộc Hải được sủng ái mà lo sợ cười nói. Ngay sau đó, Đoan Mộc Hải đứng tại chỗ gọi đi cuộc điện thoại, rất nhanh chóng đã có một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện tại hiện trường. Sau khi đưa mắt nhìn Tô Thương đi vào máy bay trực thăng, Đoan Mộc Hải cung kính tạm biệt, ông nội Tô, hẹn gặp lại, đến nước Hoa rồi đừng quên gọi điện báo bình an cho cháu nha. Tô Thương gật gật đầu. Mình giết ông nội ông ta, còn lấy sạch kho báu dưới đất. Ông ta còn điều động trực thăng đưa mình trở về nữa. Chuyện này khiến cho Tô Thương có chút ngại ngùng. Vù vù vù. Rất nhanh, khoang máy bay trực thăng đóng cửa, bay thẳng lên bầu trời đêm, rời khỏi hiện trường, xuyên thẳng vào tầng mây. Ông nội Tô thật sự là một vị trưởng bối dẻo miệng, mà lại đối nhân xử thế cực kỳ đúng đắn, biết tài nguyên là để giữ cho con cháu đời sau, mạnh hơn so với ông nội mình nhiều. Sau khi đưa mắt nhìn máy bay trực thăng biến mất, Đoan Mộc Hải lưu luyến không rời, thở dài một hơi nói ai ya, nếu như ông nội Tô là ông nội mình thì tốt biết mấy, trưởng bối thật tốt biết bao. Có điều, ông nội Tô nói, chuẩn bị đem tu di nạp giới chỉ và tất cả tài sản đều để lại cho mình. Ha ha ha, xem ra sau này nhất định phải đi lại nhiều với ông nội Tô hơn một chút rồi, mình phải đối xử với ông ấy như ông nội của mình. Đoan Mộc Hải tràn đầy chăm chú, tự lẩm bẩm, đối với lời nói của Tô Thương trước đó đã nói, đều không có chút gì nghi ngờ. Bởi vì ông ta đúng là đã xem camera giám sát bên trong, nhìn thấy Đoan Mộc Lưu cùng Tô Thương vừa cười vừa nói. Lại thêm chuyện bản thân không phát hiện được chân khí chuyển động của Tô Thương, liền cho rằng Tô Thương chính là cao thủ. Sau khi tổng hợp lại các kiểu, Đoan Mộc Hải đối với Tô Thương về thực lực, tuổi tác, cùng với quan hệ với Đoan Mộc Lưu, tin tưởng không chút nghi ngờ gì, vì thế Tô Thương mới có thể có chỗ cho Tô Thương lừa gạt. Giờ phút này, Tây Giao chính thức trên đường đi đến cung thành nước D, đột nhiên nhận ra được khí tức của Tô Thương đang rời xa nước D. Hửm! Tây Giao khẽ nhíu mày, nhưng bà ấy không chần chờ, cơ thể biến mất ngay lập tức. Mục tiêu của bà ấy là tìm được Tô Thương dù anh còn sống hay đã chết. Vì thế liền nhanh chóng đến chỗ phát ra khí tức của Tô Thương.
mà trên chiếc máy bay trực thăng, Tô Thường đang nói chuyện với phi công, để anh ta đưa mình đến biên giới phía Nam. Đối mặt với yêu cầu của Tô Thương, người phi công cung kính đồng ý. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, bên ngoài thành biên giới phía Nam. Lúc trước, Lưu Huy cùng với Vương Trại cũng lái một chiếc máy bay chiến đấu, chở Tô Thương cùng với thành viên huyết đồ, đi đến biên giới phía Nam. Về sau, Tô Thương dẫn đầu thành viên huyết đồ, xuống máy bay chiến đấu, để bọn họ chờ lệnh tại chỗ. Lưu Huy cùng Vương Trại không hề rời đi, vẫn đứng im tại chỗ, nhưng mà lúc này, họ lại gặp phải phiền phức. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi, im lặng không tiếng động xuất hiện, trong khoảnh khắc liền chế ngự hai người Lưu Huy. Gã thiếu niên này, từng xuất hiện tại trang viên nhà họ Tô, chính là người làm của Sở Phục Thịnh, tên là Lâm Uyên. Từ sau lần trước, ông ta vẫn luôn ở chỗ tối quan sát Tô Thương, định làm rõ những bí mật của Tô Thương. Hôm qua, Tô Thương lái máy bay trực thăng đi vào chiến trường biên giới phía Nam, Lâm Uyên cũng đi theo. Có điều, ông ta không dùng máy bay trực thăng, mà đi bộ đến, vì thế tốc độ chậm hơn một chút. Khi Lâm Uyên đuổi tới chiến trường biên giới phía Nam, trời đã sáng rồi, biên giới phía Nam đã kết thúc chiến đấu, Tô Thương cũng đã không còn ở đó. Sau đó, Lâm Uyên liền khống chế Lưu Huy và Vương Trại. Sau khi hỏi thăm một chút thì biết được Tô Thương đang trốn tránh sự truy sát của Đoan Mộc Lưu. Tiền bối, tin tức này là tiểu đội trưởng nói cho chúng tôi biết, cực kỳ chính xác. Lúc này, Lưu Huy nói cái người tên Đoan Mộc Lưu kia, lai lịch quá lớn, Tô Thiếu Gia tất nhiên không phải đối thủ của ông ta. Nếu như ông muốn tìm Tô Thiếu Gia, thì mời ông nhanh chóng đi đến nước D, nếu đi trễ thì chỉ sợ Tô Thiếu Gia đã rời vào tay của Đoan Mộc Lưu rồi. Lúc này, Lưu Huy cùng Vương Trại, bị phong tỏa chân khí trong cơ thể, nằm dưới đất, không thể nào động đậy được. Mặc dù Lưu Huy biết, người thiếu niên trước mặt đó không thể coi thường được, tìm kiếm cậu chủ chắc chắn không có lòng tốt gì, nhưng cậu ấy vẫn nói ra tung tích cậu chủ. Bởi vì cậu chủ đang bị Đoan Mộc Lưu truy sát, mà Đoan Mộc Lưu mạnh như vậy mà. Vì thế Lưu Huy muốn thiếu niên này cùng đi, nói không chừng bọn họ chó cắn chó, có thể giảm bớt gánh nặng cho cậu chủ. Lưu Huy bây giờ, thực lực đã không yếu, nhưng ở trước mặt thiếu niên này, căn bản không có sức chống trả. Thậm chí, đối phương vẻn vẹn phóng xuất ra một luồng khí tức, liền có thể chèn ép chính mình nằm xuống đất. Lưu Huy dù sao cũng là bảo vệ chợ đen cửu môn, kiến thức rộng rãi, mơ hồ đoán ra số tuổi thực sự của Lâm Uyên, cũng không phải là nhìn như vẻ bề ngoài 14, 15 tuổi. Nếu tiếp tục nghĩ, người thiếu niên này tất nhiên chính là một sự tồn tại khủng khiếp rồi. Nếu như ông ta đến tìm Đoan Mộc Lưu, mặc kệ có đánh bại Đoan Mộc Lưu hay không, đều có thể giảm bớt gánh nặng cho cậu chủ. Đoan Mộc Lưu. Thiếu niên Lâm Uyên mặc một bộ đồ màu trắng, khẽ nhíu mày nói, thế thì phiền phức rồi, lão già kia cũng không yếu đâu nha. Nếu là ở thời Hoàng Kim, ngược lại mình cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại ông ta, nhưng mà bây giờ, mình còn thiếu một năm mới có thể viên mãn được. Với thực lực của mình bây giờ, nếu gặp Đoan Mộc Lưu, mặc dù cũng có thể giết được ông ta, nhưng chắc chắn sẽ là một cuộc ác chiến. Cái tên Tô Thương kia, mưu mô quỷ kế, có một loại thân pháp thần kỳ, tốc độ nhanh kinh người, chưa chắc trốn không thoát sự truy sát của Đoan Mộc Lưu. Lâm Uyên suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nói, mình cứ chờ ở đây trước đã. Nếu như trong vòng 2 ngày, Tô Thương không trở lại, thì chắc chắn là đã rơi vào tay Đoan Mộc Lưu rồi. Với nhãn lực của Đoan Mộc Lưu, thì nhất định sẽ nhìn ra được Tô Thương siêu phàm thế nào, chắc chắn sẽ ép hỏi phương pháp tu luyện của Tô Thương. Lâm Uyên thầm nghĩ, như vậy, Tô Thương sống hay chết không quan trọng, mình chỉ cần một năm sau, tìm đến Đoan Mộc Lưu là được rồi. Một năm sau công lực của mình viên mãn, Đoan Mộc Lưu ở trước mặt mình. Sao lại dám giấu giếm được chứ? Phương pháp tu luyện của Tô Thương, mình nhất định phải biết được. Nghĩ đến đây, Lâm Uyên liền khoanh chân ngồi một bên, từ từ nhắm mắt lại, gọn gàng thả ra khí tức. Còn về Lưu Huy và Vương Trại, ông ta cũng không giết bỏ. Bởi vì nghĩ tới nghĩ lui, thật sự là quá phí sức, nếu như có thể, Lâm Uyên tất nhiên muốn ngồi máy bay trở về nước Hoa rồi.
bây giờ Lưu Huy và Vương Trại liên tục cười khổ, không thể cử động được, chỉ có thể cầu nguyện, cậu chủ sau khi né tránh được sự truy sát của Đoan Mộc Lưu, đừng đi đến biên giới phía nam. Tô Thường tất nhiên không biết những chuyện này, máy bay trực thăng bay với tốc độ thật nhanh, sau nửa tiếng, liền đã đến biên giới phía nam. Vất vả cho cậu rồi, quay về nói với Tiểu Hải, nói ông nội Tô cảm ơn tám đời tổ tông nhà cậu ấy nha. Tô Thường đi xuống máy bay, cười nói với phi công. Vâng. Phi công cung kính trả lời, sau đó điều khiển chiếc máy bay trực thăng, rời đi khỏi biên giới phía nam. Ngay sau đó, bóng dáng Tô Thường lập lòe, dựa theo trí nhớ mà đi theo hướng chỗ Lưu Huy và Vương Trại đáp máy bay trực thăng. Không lâu sau, anh ấy liền đi đến hiện trường, vừa nhìn đã thấy Lưu Huy và Vương Trại nằm dưới đất, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ. Còn bên cạnh, lại có một thiếu niên mười mấy tuổi, ngồi khoanh chân, khí tức trong cơ thể tựa như biển, thâm sâu khó lường. Hửm. Tô Thường khẽ nhíu mày, cảnh giác nhìn chăm chú Lâm Uyên. Bù. Lúc này, Lâm Uyên đã nhận ra Tô Thường, lập tức mở to mắt, đón nhận ánh mắt của Tô Thường. Cậu chủ, mau chạy đi, người này rất mạnh. Lưu Huy thấy Tô Thường, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Không cần Lưu Huy nhắc nhở, Tô Thường cũng đã cảm nhận được, cái người trước mặt này, chắc chắn không kém gì Đoan Mộc Lưu. Chỉ có điều, mình đã bị ánh mắt của đối phương tập trung vào rồi, bây giờ có trốn, chỉ sợ cũng trốn không kịp nữa rồi. Tô Thường. Giờ phút này, Lâm Uyên từ từ đứng dậy, khẽ cười nói, cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng, thế mà lại trốn khỏi được sự truy đuổi của Đoan Mộc Lưu. Tô Thường sắc mặt nghiêm túc. Hỏi lại, cậu là ai, sao lại biết tên tôi? Ha ha! Lâm Uyên cười nói, làm quen một chút nha, tôi là Lâm Uyên, là người làm của Sở Phục Thịnh. Khoảng thời gian trước tôi với Sở Phục Thịnh, cùng đi Giang Bắc, tôi tận mắt nhìn thấy cậu giết ông ta, từ đó về sau, tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu. Cái gì? Vẫn luôn quan sát mình, sao mình lại không hề biết chứ? Tô Thường sắc mặt thay đổi lớn, kinh hãi đổ mồ hôi lạnh hết người, sau đó thản nhiên nói, cậu quan sát tôi làm gì, chỉ vì muốn báo thù cho ông chủ Sở Phục Thịnh hay sao? Ha ha, Sở Phục Thịnh còn không có tư cách làm ông chủ, thậm chí, ông ta đến tư cách làm nô lệ cho tôi còn không có, báo thù cho ông ta, lời nói này lại càng vô căn cứ. Lâm Uyên cười nói, tôi chỉ đơn giản là hiếu kỳ về cậu mà thôi, Tô Thường, có thể nói cho tôi biết. Cậu đang tu luyện công pháp gì không? Có phải là phương pháp luyện khí thời thượng cổ mà ông cố để lại hay không? Tô Thường nhíu mày nói, cậu biết ông cố của tôi sao? Tất nhiên. Ông cố của cậu là Tô Vô Kỵ, chính là một đại thần thoại đó, bên trên là trời, bên dưới là dân chúng, trong thiên hạ không ai sánh bằng. Lâm Uyên nhớ lại một lúc, sau đó cười lạnh lùng nói, có điều, mạnh không quá hai đời. Những người khác trong nhà họ Tô đều không làm được, đến núi Côn Luân cũng giữ không được, suýt nữa bị diệt môn. Nhớ năm đó, trận chiến kia tiêu diệt Côn Luân, tôi đại diện cho vùng núi nơi thâm sâu vân vu, cũng có phúc tham gia. Lâm Uyên thở dài một hơi, tiếc hận lắc đầu nói, đáng tiếc, bất kể tôi tra tấn trực tiếp nhà họ Tô thế nào, đều không thể ép hỏi ra được phương pháp tu luyện của Tô Vô Kỵ. Tham gia trận chiến ở Côn Luân. Tra tấn trực tiếp nhà họ Tô. Tô Thường nghe được những lời này, đột nhiên hai mắt đỏ ngầu, trong lòng đã lên cơn tức giận. Kể từ sau khi biết kẻ thù lớn của gia đình mình, Tô Thường vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, âm thầm thề, sẽ có một ngày nhất định phải tự tay giết kẻ thù. Bây giờ, Tô Thường thấy được nụ cười trên mặt Lâm Uyên, giọng nói nhẹ nhàng giải thích việc chính mình năm đó tham gia vào việc ác ở núi Côn Luân, nhất thời không kìm chế được. Ha ha! Lâm Uyên nhìn Tô Thường, giọng cười đều giả nói, Tô Thường, cậu đang rất tức giận, muốn giết tôi. Khi đang hỏi dò, Lâm Uyên phóng ra một luồng uy thế kinh khủng, trực tiếp nghiền ép đến hướng Tô Thường. Hừm! Tô Thường lạnh lùng hừm một tiếng, cắn răng chống cự sự chèn ép của Lâm Uyên, không hề sợ hãi nói, đúng thì sao chứ? Cha cha, không hổ danh là chắt trai của Tô Vô Kỵ, có sức chịu đựng tốt. Thật đáng được ngưỡng mộ mà. Lâm Uyên lắc đầu cười nói, đáng tiếc, trong mắt tôi, cậu chỉ như loài bò sát mà thôi,
không có tư cách làm đối thủ của tôi. Tô Thương nhìn chăm chú Lâm Uyên, trầm giọng chất vấn, rốt cuộc, cậu là ai? Lão phu tên là Lâm Uyên, nhưng người bên trong giới luyện võ, càng thích xưng hô với tôi là lão độc vật hơn. Vùng núi thâm sâu vân vụ, lão độc vật. Hai mắt Tô Thương khép lại, trong đôi mắt hiện ra lửa giận ngập trời. Đối với cái danh xưng này, ký ức của anh ấy vẫn như còn mới đây, cha đã từng nhấn mạnh nhắc qua. Giờ phút này biết được thân phận của Lâm Uyên, Tô Thương không thể nhịn được nữa, một luồng linh khí kinh khủng từ trong cơ thể tuôn ra, bao phủ toàn hiện trường. Cái năng lượng này. Lâm Uyên thấy vậy, hưng phấn cười nói, năm đó Tô Vô Kỵ cũng sử dụng loại năng lượng này. Nếu như lão phu không đoán sai, đây chính là linh khí trong truyền thuyết rồi. Tô Thương, mau đem phương pháp tu luyện truyền thụ cho tôi, có lẽ tôi sẽ cho cậu chết được thoải mái hơn đó. Lâm Uyên lên trước một bước, toàn thân phóng ra chân khí phun trào. Mặc dù chân khí không bằng linh khí, nhưng chân khí của Lâm Uyên quá lớn, cực lớn đến mức lấy số lượng chân khí cũng giành được chiến thắng, đè ép Tô Thương một trận. Tô Thương giờ phút này đã bình tĩnh lại, ý thức được mình không phải là đối thủ của Lâm Uyên, hai mắt híp lại, ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Sau khi dừng lại vài giây, Tô Thương bỗng nhiên thu hồi linh khí quanh thân, lửa giận trong mắt cũng không còn sót lại chút gì. Hửm! Lâm Uyên thấy vậy, nhếch miệng lên, khẽ cười nhẹ nói, thế nào, Tô Thương, cậu từ bỏ giao đấu với tôi sao? Tô Thương gật đầu nói, tôi không phải là đối thủ của ông, tại sao phải đánh với ông chứ? Ha ha ha, cậu quả là thức thời đó. Lâm Uyên nhìn Tô Thương, cười nói, thế thì, cậu suy nghĩ thế nào, muốn đem phương pháp tu luyện nói cho lão phu sao? Tôi chỉ muốn mạng sống. Tô Thương định bắt chước làm theo, phương pháp đã dùng với Đoan Mộc Lưu để đối phó với Lâm Uyên, thế là chân thành nói, chỉ cần ông thả tôi ra, tôi sẽ tự nguyện đem công pháp của ông cố tôi tu luyện, truyền thụ lại cho ông. Ha ha, Lâm Uyên gật đầu, có chút khen thưởng Tô Thương, cười nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Tô Thương, yêu cầu của cậu, tôi đồng ý. Bây giờ, lập tức, đem phương pháp tu luyện nói cho tôi biết, tôi thề tuyệt đối không giết cậu. Được. Tô Thương gật đầu nói ra, ông khoanh chân ngồi xuống đi, thả lỏng cơ thể, tôi đem công pháp truyền trực tiếp vào đầu của ông, sau đó ông có thể lập tức tu luyện. Được. Lâm Uyên trên mặt nở nụ cười nhìn chăm chú Tô Thương, sau đó liền làm theo lời Tô Thương nói. Tô Thương thấy vậy, trong lòng vui vẻ, ngay sau đó liền nhanh chân đi đến bên cạnh Lâm Uyên. Sau đó, anh ấy không nói nhảm gì nữa, từ trong vòng tay lưu trữ xuất ra hơn 20 viên đá năng lượng. Không hy sinh trẻ nhỏ thì không bắt được sói. Mặc dù lãng phí hơn 20 viên đá năng lượng, nhưng chỉ cần có thể cho Lâm Uyên đặt chân đến tu chân, vậy thì cũng đáng giá. Một khi Lâm Uyên trở thành người luyện khí tầng thứ nhất, thì không có cách nào mà vận dụng chân khí trong cơ thể nữa, còn không phải tùy ý mình xử lý sao. Nghĩ đến đây, Tô Thương trong lòng cười lạnh liên tục, ngón tay nhanh chóng bấm huyệt, đem công pháp hạ cấp trước đó truyền cho Đoan Mộc Lưu, lại truyền cho Lâm Uyên. Đây chính là công pháp tu luyện của chiến sĩ luyện khí thượng cổ à? Quả nhiên là ảo diệu vô tận. Lâm Uyên trong đầu tiêu hóa hết công pháp, trong mắt nổi lên một sự mừng rỡ vô cùng. Ông ta cũng giống như Đoan Mộc Lưu, đều khát vọng trở thành chiến sĩ luyện khí, dùng cái này để theo đuổi việc cầu nguyện được trường sinh. Mặc dù võ công của Lâm Uyên hơi đặc biệt, có thể cải lão hoàn đồng, nhưng tổng thể tuổi thọ so với thần tông bình thường không khác biệt lắm, nhiều lắm là có thể sống lâu thêm 30, 50 năm. Lần cải lão hoàn đồng này, là lần cuối cùng của Lâm Uyên, nếu như không có cách nào trở thành chiến sĩ luyện khí, vậy thì mấy chục năm sau ông ta phải chờ chết là chắc chắn rồi. Vì thế lần cải lão hoàn đồng này, Lâm Uyên đối với công pháp tu luyện này cực kỳ coi trọng. Ha ha! Công pháp thấp cấp như vậy, ở Huyền Thiên Tiên Vực, dù là đệ tử của một môn phái nhỏ, cũng đều khinh thường không thèm tu luyện, ông ta lại như nhặt được chí bảo, quả nhiên là rốt đặc quá đi. Tô Thương trong ánh mắt lóe ra một nụ cười khó mà phát giác được, sau đó mở miệng nói ra, công pháp đã truyền thụ cho ông rồi, đây là đá năng lượng, tôi bây giờ có thể chỉ dẫn cho ông đặt chân đến hàng ngũ tu chân. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra,
nhiều nhất là sau 2 đến 3 tiếng, ông có thể trở thành người tu chân rồi. Nói xong, Tô Thương liền định bấm quyết, bố trí tụ linh trận, từ đó dẫn dụ Lâm Uyên trở thành người tu chân luyện khí tầng thứ nhất. Dù sao anh ấy thấy, không ai có thể ngăn cản được cám dỗ của cái này, Đoan Mộc Lưu cũng là một ví dụ. Vèo. Nhưng Lâm Uyên lại đứng dậy, nắm lấy cổ tay Tô Thương, cười lạnh nói, Tô Thương, nhưng tôi không đồng ý để cậu giúp tôi đặt chân đến tu chân. Còn nữa, đừng tưởng tôi không biết, linh khí và chân khí không thể cùng tồn tại. Lâm Uyên lạnh lùng cười nói, nếu giờ phút này tôi đặt chân đến tu chân, thì không thể tái sử dụng chân khí, nếu không thì linh khí và chân khí đụng vào nhau, đau đến không muốn sống nữa, tôi sẽ mất đi sức chiến đấu, không tránh khỏi việc giống như dê đợi làm thịt. Cái gì? Ông ta thế mà vẫn biết sao? Tô Thương trong lòng run lên, bên ngoài lại vừa vặn nói ra, ông là nghe ai nói, quả thực là lời nói vô căn cứ. Ha ha! Người nói lời này, chính là ông cố của cậu, Tô Vô Kỵ. Lâm Uyên hất cổ tay Tô Thương ra, giọng nói lạnh lùng, hơn 100 năm về trước, Tô Vô Kỵ nghiền ép tứ phương, chấn chỉnh giới luyện võ, thành lập một cái tổ chức gọi là Vũ Minh, ông ta chính là Minh Chủ Vũ Minh, quyền hành lớn nhất thiên hạ. Lúc ấy, ba thế lực lớn giới luyện võ, các đại gia tộc, toàn bộ đều quy phục Vũ Minh. Lâm Uyên nói tiếp, Tô Vô Kỵ vì lôi kéo lòng người, đã từng lần lượt triệu kiến không ít nhân tài, cùng ngồi đàm đạo, lão phu may mắn trở thành một trong số đó. Ngày ấy, tôi lấy thân phận là vãn bối đến hỏi thăm Tô Vô Kỵ, có thể đem phương pháp tu luyện truyền thụ cho tôi không? Nhưng Tô Vô Kỵ không từ chối, chỉ là nói cho tôi biết, chân khí và linh khí không có cách nào tồn tại song song được, nếu tôi tu luyện công pháp của ông ta, nhất định phải làm tiêu tan hết chân khí, nếu không sẽ đau đến không muốn sống nữa, lợi bất cập hại. Hơn nữa, Tô Vô Kỵ còn nói, tu luyện công pháp của ông ta, thực sự sẽ rất yếu, miễn cưỡng có thể xem như hóa kình. Sau khi nói cho tôi biết những chuyện này, ông ta lại hỏi tôi, có phải là vẫn kiên trì học tập công pháp của ông ta hay không? Lâm Uyên tiếp tục nói, khi đó, tôi đã đặt chân đến Thiên Tông, trong số những người cùng tuổi, có rất ít đối thủ, hơn nữa lúc ấy tôi còn trẻ, không có khát vọng gì đối với tuổi thọ, vì thế nên liền từ chối, bây giờ suy nghĩ lại, thật sự là rất hối hận mà. Lâm Uyên tiếc hận nói, nếu như có thể lựa chọn lần nữa, tôi nhất định lựa chọn trở thành chiến sĩ luyện khí, dù là bắt đầu tu luyện lại thì sao chứ, ít nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí có cơ hội trường sinh. Nhưng mà tu luyện bây giờ cũng không tính là quá muộn, Tô Thương, cảm ơn công pháp của cậu, ha ha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.